Chương 48. Một ngày sau, cũng là lúc khối linh thạch thứ nhất ở trong thuyền tiêu hao hết, phùng viêm thu hồi phong hành phàm. Ba người cùng đáp xuống một ngọn núi. Giờ phút này là hoàng hôn, có thể nhìn thấy ráng chiều đang rơi xuống ở phía chân trời xa, mặt đất dần dần đen kịt. Ở dưới núi là một mảnh rừng rậm, thỉnh thoảng có tiếng chim thú truyền ra, bốn phía có rất nhiều hơi ẩm. Đi qua cánh rừng rậm này thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi các ngươi cảm thấy thế nào phùng viêm nhàn nhạt mở miệng nhìn về phía đổ lăng phỉ và bạch tiểu thuần trời tối rồi trong cánh rừng này nói không chừng còn có chút hung thú hay là chúng ta dùng phong hành phàm bay qua đi bạch tiểu thuần đề nghị cần nghỉ ngơi thì chính là nghỉ ngơi một mảnh rừng rậm mà thôi đỗ lăng phỉ hừ lạnh một tiếng nàng không ưa nhìn cái bộ dạng sợ chết này của bạch tiểu thuần thân thể nhoáng lên một cái đi lên đầu tiên sâu trong mắt phùng viêm cũng có khinh miệt lóe lên nhưng biểu hiện lại là hướng về phía bạch tiểu thuần cười cười cũng chạy vội xuống dưới núi bạch tiểu thuần cau mày thấy hai người như thế hắn đành thở dài càng cảnh giác đi theo hai người bước xuống núi nhảy vào trong rừng rậm ở trong rừng càng thêm ẩm ướt thậm chí đôi lúc còn có thể nhìn thấy vài đầm lầy thỉnh thoảng có các loại chim thú qua lại nhưng ba người đều là tu sĩ ngưng khí thân thể linh hoạt tốc độ cũng không chậm, liên tục xuyên qua, dần dần hướng về chỗ sâu bên trong đi về phía trước. Thời gian trôi qua, sắc trời chậm rãi tối dần. Lúc trăng sáng treo cao thì ba người đã đi được non nữa, trên đường đi cũng không gặp phải hung thú gì, rất thuận lợi. Đỗ lăng phỉ nhìn bạch tiểu thuần đi ở sau cùng, dường như chỉ hơi có chút động tĩnh là đã nhảy dựng lên, trong lòng càng thêm xem thường. Coi chừng. Bạch tiểu thuần bỗng nhiên mở miệng bước chân dừng lại, thần sắc lộ ra bất an. Đỗ lăng phỉ cười lạnh, đang muốn mỉa mai. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên ở bốn phía có từng trận gió lớn quét tới, trong tiếng gió còn mang theo cả mùi tanh. Đỗ lăng phỉ biến sắc, ngẩng đầu lên thì lập tức ở giữa rừng rậm xa xa, xuất hiện vô số ánh mắt. Những con mắt kia đều có màu đỏ thẳm, gần như ngay khi ba người vừa thấy những con mắt này, thì nháy mắt đã có từng trận âm thanh vỗ cánh truyền ra từng con dơi to bằng lòng bàn tay, nhưng lại có hai đầu, bay ra thành đàn. Sông thủ bức, trên nanh vuốt của bọn chúng có kịch độc, dùng huyết phong hậu. Tách ra mau. Tập trung ở đỉnh núi phía bên kia rừng rậm. Phùng viêm biến sắc, lập tức kinh hô, thân hình nhoáng một cái đã thay đổi phương hướng, tốc độ thoáng một cái cũng bộc phát. Hai mắt đổ lăng phỉ cũng co rút lại, phất tay lên. Lập tức ở trước người xuất hiện một lá bùa, chậm rãi bùng cháy, tràn ra ánh sáng màu xanh lam, hóa thành một màn sáng bao phủ toàn thân. Tốc độ của nàng cũng tăng lên, vội vã thay đổi phương hướng tách ra. Lúc quay đầu lại, nàng sửng sốt một chút, phát hiện ra Bạch Tiểu Thuần vốn dĩ nên ở cuối cùng, thì giờ phút này đã không còn bóng dáng. Bạch Tiểu Thuần Từ lúc tiếng gió vừa xuất hiện, đã sớm lui về phía sau. Tính cách của hắn ưa thích ổn thỏa, lại càng đặt cẩn thận lên đầu, cho nên đối với nguy hiểm, hắn có được sự nhạy cảm vượt quá người bình thường. Giờ phút này, những con dơi tiến đến kia, ông một tiếng, lại chia làm ba cổ, phân biệt đuổi theo ba người. Ở trong rừng, khóe miệng phùng viêm lộ ra cười lạnh, nhanh chóng đem một đoạn hương ở trong tay cất đi. Sở dĩ những con dơi này xuất hiện chính là do cây hương này gây ra. Mà ngay cả việc lựa chọn dựng lại ở chỗ này, đi xuyên qua rừng rậm, cũng chính bởi vì trong một lần gã ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đã phát giác ra được, ở trong cái mảnh rừng này có loại dơi hai đầu này bất cứ một con nào đều có tu vi không kém gì ngừng khí tầng ba bạch tiểu thuần ngươi không nên oán ta là có người muốn ngươi phải chết phùng viêm cười nhạt một tiếng vỗ túi trữ vật lấy ra một mảnh gỗ màu đen thổi một chút mảnh gỗ này bùng cháy tỏa ra khói đen lập tức những con dơi đang đuổi theo gã ở phía sau kia nguyên một đám phát ra những tiếng rít bén nhọn dường như có chút chán ghét cái loại khói này lập tức tản ra phùng viêm cười cười rất nhẹ nhàng đi về phía trước dần dần biến mất trong rừng tốc độ của bạch tiểu thuần rất nhanh ở phía sau những con dơi kia đang gào thét đuổi theo nhưng mặc cho những con dơi này tăng tốc như thế nào thì thủy chung cũng không đuổi kịp bạch tiểu thuần cũng không lâu lắm đã bị bạch tiểu thuần triệt để kéo dài khoảng cách thỉnh thoảng có ánh kiếm lóe lên lật tức liền có một con dơi phát ra âm thanh bén nhọn rồi rơi xuống bạch tiểu thuần tiếp tục chạy chậm một đoạn sau một nén nhang thì dừng lại đưa mắt nhìn sau lưng lông mày nhăn lại những con dơi này kỳ quặc a à. bạch tiểu thuần vừa suy tư vừa đi quay lại con đường cũ nhặt lên một con dơi bị hắn dùng phi kiếm dết chết sau khi cẩn thận quan sát hai mắt bỗng sáng ngời đây không phải là sông thủ bức đây là tử văn bức mặc dù đều có độc, nhưng răng nanh của nó lại là tài liệu chủ yếu để luyện chế nhị giai linh dược nhiên huyết hương. Ở trong tông môn, loại tài liệu này cần 50 điểm cống hiến mới có thể đổi được một phần. Bạch Tiểu Thuần lập tức kinh hỉ. Đây là nội dung trong linh thú đệ ngũ thiên, người có thể nhận ra không nhiều lắm. Lòng hắn động rồi, vội vàng đi sưu tập thi thể con dơi, cũng không lâu lắm đã tìm được hơn 10 con. Sau khi đều nhổ ra hết răng nanh, hắn có chút động tâm hình như mấy con dơi này rất yếu bạch tiểu thuần cười ha ha bên ngoài thân thể xuất hiện một màn sáng phòng hộ bắt đầu tìm tòi ở trong rừng rất nhanh đã có một đám tử văn bước phát hiện ra hắn gào thét bay đến tay phải bạch tiểu thuần bấm niệm pháp quyết tốc độ của phi kiếm nháy mắt bạo tăng lao thẳng tới đám dơi kia tốc độ của nó quá nhanh những con dơi kia còn chưa kịp tới gần đã rít lên những tiếng kêu thê lương đều bị xuyên thấu rơi xuống mặc dù có mấy con tới được gần, nhưng khi vừa đâm vào mạng sáng phòng hộ bên ngoài thân thể của Bạch Tiểu Thuần đã bị bắn lên rất cao. Bạch Tiểu Thuần tiến lên thu hồi lại toàn bộ. Phát hiện là thực sự không có bất kỳ nguy hiểm gì thì càng thêm yên tâm, lại ngẩng đầu ưỡn ngực, tiếp tục tìm kiếm. Cứ như vậy, một hắn ở trong rừng liên tục tìm kiếm, số lượng răng nanh thu được cũng ngày càng nhiều. Hai canh giờ sau, Phùng Viêm đã đi ra khỏi mảnh rừng rậm này, đi tới ngọn núi đã hẹn trước khoanh chân ngồi xuống, khóe miệng khẽ mỉm cười, yên lặng chờ đợi. Lại qua một canh giờ nữa, đổ lăng phỉ toàn thân chật vật xông ra. Trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi quay đầu lại nhìn thoáng qua mảnh rừng rậm đen kịp, vội vã rời đi. Sau khi tới được đỉnh núi, nhìn thấy được phùng viêm. Nhưng quét mắt nhìn qua lại không thấy Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần còn chưa tới sao? Nàng hỏi một câu. Bạch sư đệ tự cầu nhiều phút thôi đáng tiếc song thủ bức này ở trong bóng tối vô cùng linh hoạt, chúng ta nếu như lại xông vào, sợ rằng bản thân cũng khó bảo toàn. Phùng viêm than nhẹ một tiếng, cười khổ lắc đầu. Vì để cho giống thật một ít, gã dứt khoát không nghỉ ngơi, mà bày ra bộ dạng khẩn trương lo lắng, nhìn vào mảnh rừng rậm không chuyển mắt. Đỗ lăng phỉ trầm mặt. Mặc dù nàng chán ghét Bạch Tiểu Thuần, nhưng còn chưa tới mức hy vọng Bạch Tiểu Thuần chết, dù sao cũng là đồng môn với nhau giờ phút này nàng cũng khoanh chân ngồi xuống đưa mắt nhìn rừng rậm phía xa xa hồi lâu sau than nhẹ một tiếng thời gian trôi qua rất nhanh trời đã sáng đợi suốt một đêm đỗ lăng phỉ thủy chung vẫn không thấy bạch tiểu thuần xuất hiện đẩy lòng ít nhiều đã có một ít dự cảm đến giờ vẫn còn chưa đi ra bạch tiểu thuần sợ là lạnh ít dữ nhiều rồi đều tại ta nếu ta không đưa ra chủ ý đi qua cái mảnh rừng rậm này thì bạch sư đệ cũng sẽ không. Ai? Phùng viêm đứng dậy. Một đêm không nghỉ, ở trong mắt gã đã có tơ máu, thần sắc lộ ra vẻ bi phẫn, nhìn qua rừng rậm. Phùng sư huynh không nên tự trách. Chúng ta cũng không có nghĩ rằng nơi đây lại có sông thủ bức. Có lẽ bạch tiểu thuần vẫn còn chưa có chết, mà dù nếu thật đã chết rồi, chúng ta thân là đồng môn, thì cũng phải mang thi thể của hắn đem đi. Đấy lòng đổ lăng phỉ có chút phức tạp, nàng cũng không biết đó là cái cảm xúc gì nhớ tới bộ dạng của bạch tiểu thuần mặc dù nàng vẫn thấy chán ghét nhưng có nhiều hơn đó là không đành lòng dù sao thì giữa hai người cũng không có cừu hận gì quá sâu đỗ sư mùi nói phải vô luận thế nào chúng ta cũng không thể buông tha được phùng viêm thở sâu ngưng trọng nhẹ gật đầu định cùng đổ lăng phỉ xuống núi tìm kiếm nhưng đúng vào lúc này bọn hắn lập tức nhìn thấy ở trong rừng bạch tiểu thuần ngáp một cái lão đảo đi ra, thậm chí lúc đi ra còn duỗi lưng một cái. Đỗ Lăng Phỉ mở to mắt, còn Phùng Viêm ở bên cạnh thì trong mắt lại càng lộ ra vẻ không thể tin nổi, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhõm dần dần đi tới. Nhất là bộ dáng của đối phương, cảm giác giống như là ngủ một giấc rất ngon, tinh thần rất phấn chấn, mà hai người bọn họ thì một đêm không nghỉ, ngược lại lại có chút mỏi mệt. Không bao lâu, Bạch Tiểu Thuần đi tới trên núi sau khi nhìn thấy hai người liền vội vàng chạy tới chào hỏi sớm a à, phùng sư huynh đỗ sư tỷ trong cánh rừng này thật là đáng sợ cái mạng nhỏ của ta thiếu chút nữa thì hết rồi bạch tiểu thuần hoàn toàn chính xác là nghỉ ngơi vô cùng tốt hắn đem tất cả dơi ở trong rừng hầu như dết chết chẳng những thu hoạch được rất lớn cuối cùng còn vào bên trong động dơi sung sướng ngủ một giấc sâu trong mắt phùng viêm lóe lên hàng mang nhưng biểu hiện ra ngoài lại là vui sướng bạch sư đệ không có chuyện gì là tốt rồi chúng ta đã lo lắng suốt một đêm bạch tiểu thuần cười ha ha nhìn thì như thường nhưng sâu trong mắt của hắn cũng tương tự lóe lên hàng mang không lâu sau ba người tiếp tục đi không có cưỡi thuyền sau khi qua việc lần này bạch tiểu thuần đề nghị ban đêm thì dùng thuyền phi hành còn ban ngày thì đi bộ đỗ lăng phỉ không phản đối gì còn phùng viêm hơi suy nghĩ một chút rồi cũng nhẹ gật đầu ba người chậm rãi đi xa dọc theo thông thiên hà, bay nhanh về phía hạ du. Thời gian chậm rãi đi qua, rất nhanh đã một tháng. Một tháng này là quãng đường dài nhất mà non nửa đời người của Bạch Tiểu Thuần đi qua. Hắn thấy được một tòa rồi lại một tòa núi lớn, thấy được một mảnh rồi lại một mảnh rừng rậm, bốn phía hoang tàn vắng vẻ. Toàn bộ trời đất giống như là mang hoang. Một lần, lúc ba người bọn họ đang chạy đi thì đột nhiên mặt đất trung rẩy. Bạch Tiểu Thuần hoảng sợ phát hiện, ở một mảnh sơn mạch phía xa, rõ ràng có một người khổng lồ toàn thân có vô số lông lá, chậm rãi bước từng bước một. Mỗi một lần bước chân của người khổng lồ này rơi xuống, mặt đất đều chấn động. Người khổng lồ như thế này, khiến cho Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi. Còn có một lần ở trong đêm, bọn hắn đang ở trên thuyền phi hành, đột nhiên ở phía xa sấm chớp nổ vang. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy một con chim lớn chừng hương vân sơn đang gào thét bay qua trên người có vô số tia sét chạy qua chạy lại ở trong đêm thoạt nhìn cực kỳ kinh người mà làm cho bạch tiểu thuần khắc sâu nhất là vào một ngày bọn hắn thấy được thông thiên hà ở bên cạnh bờ có một con hung thú bốn chân ngắn nhỏ nhưng cái đầu lại như một ngọn tiểu sơn bị một con cá sấu màu vàng lớn chừng vạn trượng từ bên trong thông thiên hà lao ra một ngụm thôn vệ con hung thú này ánh mắt của nó lạnh như băng còn nhìn thoáng qua ba người Bạch Tiểu Thuần bị một màn này làm cho hoảng sợ ở phía xa xa. Chỉ một cái nhìn đã khiến cho trong đầu ba người u u, khóe miệng tràn ra máu tươi. Đầu đau như muốn nứt mất mấy ngày, mới miễn cưỡng khôi phục. Thật là đáng sợ. Bên ngoài thật đáng sợ. Bạch Tiểu Thuần toàn thân run rẩy, liên tiếp thầm thì rất lâu. Chương 49 Cho dù Phùng Viêm đã nhiều lần làm nhiệm vụ ở bên ngoài, nhưng vẫn chưa từng có lần nào đi xa như lần này. Sau khi nhìn thấy từng màn lại từng màn, da đầu của gã cũng phải rung lên, lại không cần phải nói tới đổ lăng phỉ nữa. Cũng may tất cả những sinh vật hung hãn như vậy mà bọn hắn gặp được ở trên đường đi cũng đều không có khởi xướng bất luận công kích gì, tối đa cũng chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi. Dường như ở trên người của bọn họ có cái khí tức gì đó, nên cũng không làm cho những sinh vật này thấy phản cảm bạch tiểu thuần đoán có lẽ là bởi vì bọn họ là đệ tử của bốn mà những nơi đó trong phạm vi vô tận xung quanh dù sao thì cũng thuộc về thế lực của bốn cứ như vậy ba người liên tục đi về phía trước trong kinh hải mỗi một tháng cũng sẽ cố định thời gian truyền tin về cho tông môn biết vị trí cho đến hai tháng sau rốt cục cũng đã đi tới biên giới của linh khê tông lạc tinh sơn mạch trên đường phùng viêm không phải là không muốn lại ra tay trong bóng tối nhưng đủ loại rung động ở trên đoạn đường này đã khiến cho gã rối hết cả đầu rồi. Cả ngày đều kinh hồn tán đảm, hơn nữa Bạch Tiểu Thuần cũng có chút cẩn thận, luôn đi gần đổ lăng phỉ, làm cho gã có quá nhiều cố kỵ mà không tìm thấy được cơ hội để ra tay, vì vậy mà vẫn luôn ẩn nhẫn. Giờ phút này đã đến lạc tinh sơn mạch, lúc Phùng Viêm nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, ở trong mắt có âm mang hiện lên mà người ngoài không phát giác ra. Đây là quyết tâm muốn giết chết ta a à? bao nhiêu thù a à? Đấy lòng bạch tiểu thuần phát sâu. Hắn cẩn thận nhanh nhạy nên đối với tâm tư của Phùng Viêm đã rõ như lòng bàn tay. Là tinh sơn mạch là một mảnh đất có núi non ngang dọc trải khắp Bắc Nam. Đưa mắt nhìn không thấy điểm cuối, trông giống như là một đầu lông xà nằm sấp, tự như đem mặt đất phân cách. Thậm chí nhìn về phía xa xa, dường như bầu trời ở bên kia sơn mạch không lớn bằng ở nơi đây, mơ hồ xuất hiện màu huyết sắc. Trong truyền thuyết, ở không biết bao nhiêu năm về trước có một ngôi sao từ trên trời rơi xuống nơi đây khiến cho mặt đất sụp xuống nhưng lại có một bộ phận cao lồi lên lúc này mới tạo nên một mảnh sơn mạch này ở trong đó tràn ngập rừng rậm rất nhiều hung thú nhưng lại có các loại thảo mộc quý hiếm khiến cho nơi này mặc dù tràn ngập nguy cơ nhưng vẫn luôn sẽ có tu sĩ mạo hiểm xâm nhập nơi này chính là lạc tinh sơn mạch rồi đỗ lăng phỉ chậm rãi mở miệng đoạn đường này làm cho nàng cảm thấy rất mỏi mệt giờ phút này cuối cùng đã tới được chỗ cần đến nên đáy lòng nàng cũng nhẹ nhàng thở ra lần cuối cùng mà hầu sư đệ liên hệ với tông môn để lại dấu hiệu chính là ở khu vực này phùng viêm vỗ túi trữ vật trong tay có thêm một cái pháp khí nhìn giống như la bàn trên pháp khí này có một cây châm lúc này đang nhanh chóng chuyển động dựa theo quy định của tông môn đệ tử đi ra ngoài mỗi tháng thì đều phải đem vị trí truyền về cho tông môn cái linh khê bàn này có thể giúp chúng ta tìm được chỗ mà hầu sư đệ truyền về phương vị một lần cuối cùng. Gã đang nói thì cây kim ở trên la bàn đột nhiên dựng lại, chỉ về một hướng. Tìm được rồi. Thân hình của phùng viêm nhoáng lên một cái lao về phía trước. Thân sắc của đỗ lăng phỉ cũng khẽ động, đi theo. Bạch Tiểu Thuần nhìn qua mảnh lạc tinh sơn mạch ở trước mắt này. Nơi đây thảo mộc mọc thành rừng, vô biên vô hạn, giống như một cánh rừng bao la bạc ngàn, thỉnh thoảng lại có âm thanh chim thú truyền ra thậm chí còn có thể nghe được loáng thoáng những tiếng gầm nhẹ của một ít hung thú ở sâu bên trong vẻ mặt của bạch tiểu thuần ngưng trọng kích phát màn sáng phòng hộ của ngọc bội sau khi đảm bảo dù có bất kỳ gió thổi cỏ lay gì thì bản thân cũng sẽ phát hiện ra đầu tiên lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một đi về phía trước giữ một khoảng cách nhất định với phùng viêm phùng viêm cùng với đỗ lăng phỉ đi ở phía trước không có lúc nào dừng lại bay nhanh ở trong lạc tinh sơn mạch, dần dần đi sâu vào trong một mảnh sơn cốc. Nơi đây có rất nhiều cây cối, mà xem ra thì những cây này cũng đã sống không ít năm rồi, nhìn qua giống như một con mãng xà, thường cứ cách một đoạn lại có một cái u lồi lên. Nếu là ban đêm, thì tất sẽ làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Một lúc lâu sau, ba người dừng lại ở một chỗ sâu trong sơn cốc này. Phùng viêm cúi đầu nhìn xuống là bàn ở trong tay, kim đồng hồ ở bên trên rõ ràng đang chỉ vào một cây đại thụ ro bằng 10 người ông. Bạch sư đệ, ngươi đi thăm dò một chút xem. Phùng viêm nhìn về phía bạch tiểu thuần, chỉ vào cây đại thụ này. Bạch tiểu thuần do dự một chút, cẩn thận xem xét gốc đại thụ này. Sau khi xác định không có gì đáng ngại, tay phải ấn một cái lên ngọc bội, lập tức mạng sáng màu xanh bao trùm toàn thân lại càng nồng đậm thêm một tí. Thậm chí còn lấy thêm ra một ít phù chỉ dán lên trên thân thể, Lúc này mới chậm rãi bước tới gần cây đại thụ kia. Sợ chết như vậy, còn đi tu hành làm gì? Đỗ Lăng Phỉ hừ lạnh một tiếng. Nàng vốn chán ghét Bạch Tiểu Thuần, suốt dọc đường mặc dù nàng cũng nhiều lần mạo hiểm, nhưng biểu hiện của Bạch Tiểu Thuần này mỗi một lần đều giống như sợ chết đến cực hạn rồi. Bây giờ đã đến được chỗ cần tìm, lại vẫn là như thế, khiến cho nàng càng nhìn càng thấy không vừa mắt. Bạch Tiểu Thuần không có thời gian để ý tới Đỗ Lăng Phỉ sau khi cẩn thận tới gần gốc đại thụ này. Hắn lấy ra một thanh phi kiếm gõ gõ vào vỏ cây, thấy được một chỗ dường như mới mọc ra. Sau khi rạch phá thì phát hiện ra ở bên trong có cất giấu một miếng ngọc giản. Sau khi đem cái ngọc giản này cầm lấy, Bạch Tiểu Thuần dùng thần thức quét qua, sắc mặt khẽ biến, ném nó cho Phùng Viêm. Trong ngọc giản chỉ có một câu không đầu không đuôi. Ta điều tra ra được một vài manh mối khác, phải đi tới lạc trần gia tộc xác minh phùng viêm xem xong nhíu mày lại đem ngọc giảng ném cho đỗ lăng phỉ đỗ lăng phỉ xem xong cũng nhíu mày trầm ngâm lạc trần gia tộc sau một lúc lâu đỗ lăng phỉ thì thào nói nhỏ quay đầu nhìn vào nơi sâu hơn nữa trong lạc tinh sơn mạch lạc tinh sơn mạch rất lớn tài nguyên lại rất nhiều một nơi như vậy lại thuộc về phạm vi của linh khê tông vả lại cũng là chỗ giao giới với huyết khê tông nên linh khê tông tự nhiên là phải an bài người tới thủ hộ cái gia tộc thủ hộ này chính là lạc trần gia tộc lạc trần gia tộc có không ít tộc nhân trú đóng ở lạc tinh sơn mạch này đã nghìn năm mỗi một thời đại đều có lão tổ trúc cơ tồn tại vô luận là chấn nhiếp hay thủ hộ đều đã đầy đủ thậm chí trong nhiệm vụ lần này còn nói rõ nếu ba người bạch tiểu thuần gặp phải nguy hiểm thì có thể liên hệ với lạc trần gia tộc nhưng giờ phút này ngọc giảng của hầu vân phi rõ ràng lại chỉ hướng về lạc trần gia tộc hơn nữa dường như là trong lúc y đi tới lạc trần gia tộc để xác minh một vài sự tình thì từ đó về sau mất tích các ngươi cảm thấy thế nào chúng ta có nên đi tới cái lạc trần gia tộc này nhìn một cái hay không ánh mắt của phùng viêm giống như tùy ý quét qua bạch tiểu thuần một cái nhìn về phía đỗ lăng phỉ phùng sư huynh đỗ sư tỷ tìm được miếng ngọc giản này thì nhiệm vụ của chúng ta coi như là đã hoàn thành rồi. An toàn làm chủ, hà tất phải vẽ vời cho thêm chuyện. Bạch Tiểu Thuần vội vàng mở miệng. Ánh mắt nhìn bốn phía. Nơi đây làm cho hắn cảm thấy có chút áp lực. Đỗ Lăng Phỉ có chút do dự. Nếu cứ như vậy mà trở về, nàng nghĩ điểm cống hiến chỉ có thể đạt được cơ bản. Nhưng nếu điều tra ra thêm được một chút manh mối nữa thì điểm cống hiến cũng sẽ nhiều thêm. Phùng Viêm thấy đổ Lăng Phỉ do dự, khẽ chau mày. Nếu cứ như vậy mà trở về, gã lo rằng sẽ không tìm được cơ hội giết chết Bạch Tiểu Thuần, vì vậy mà bình tĩnh mở miệng. Ý của ta là phải đi tới lạc trần gia tộc này nhìn một cái. Đã tới đây rồi, dù như thế nào cũng không thể cứ rời đi như vậy được. Phải hỏi rõ ràng xem hầu sư đệ đến cùng đã xảy ra chuyện gì ngoại ý muốn. Huống hồ nói không chừng lại có thể nhờ người của lạc trần gia tộc trợ giúp tìm kiếm nói như vậy, điểm cống hiến mà chúng ta đạt được cũng sẽ nhiều hơn không ít. Huống hồ. Việc này chỉ cần chúng ta không tiến vào chỗ sâu trong lạc tinh sơn mạch, chỉ ở chỗ mép ngoài thì cũng sẽ không có cái nguy hiểm gì. Mà cái lạc trần gia tộc kia, hừ, tất cả các gia tộc tu chân ở trong phạm vi của Linh Khê Tông ta, ở trong huyết mạch của bọn hắn đều có ấn ký của Linh Khê Tông, đời đời kiếp kiếp đều không thể phản bội. Làm sao dám vô lễ với chúng ta? phùng viêm từ tốn nói ra nói xong thì nhìn qua đỗ lăng phỉ đỗ lăng phỉ nhẹ gật đầu để lòng cảm thấy lời nói của phùng viêm rất có đạo lý được chúng ta sẽ đi tới cái lạc trần gia tộc này nhìn một lần nói không chừng là hầu sư huynh sau khi rời khỏi lạc trần gia tộc mới mất tích ngoài ý muốn thấy đỗ lăng phỉ đồng ý phùng viêm cười cười nhìn bạch tiểu thuận ở trước mặt sâu trong mắt có băng hàng nhàn nhạc, nhạc hiện lên đã hoàn thành nhiệm vụ rồi cần gì phải phức tạp như thế? Bạch Tiểu Thuần nhíu mày. Nếu ngươi sợ chết thì đừng đi theo là được rồi. Đỗ Lăng Phỉ không để ý đến Bạch Tiểu Thuần, quay người, nhoán một cái đi về phía trước. Bạch Sư Đệ, nhiệm vụ lần này là do Phùng Mổ phụ trách. Ba người chúng ta cùng tiến cùng lui, nếu ngươi không đi, sau này trở về Tông Môn, sẽ làm cho ta gặp khó. Phùng Viêm giống như cười mà không phải cười nhìn Bạch Tiểu Thuần, rồi cũng bước về phía trước gã tin rằng Bạch Tiểu Thuần nhất định sẽ đi theo, bằng không, có đổ lăng phỉ làm chứng, mình nói hắn bỏ bê nhiệm vụ thì chỉ cần riêng một cửa của chấp pháp đường đã đủ gây khó dễ cho hắn rồi. Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần âm u. Máu huyết cũng chảy nhanh, khi nhìn về bóng lưng của Phùng Viêm thì trong mắt dần dần xuất hiện tơ máu. Mặc dù hắn sợ chết, thế nhưng dần dần cũng đã hiểu ra, bây giờ chỉ có bản thân mình đảo khách thành chủ, giải quyết gã phùng viêm này trước mới là phương pháp xử lý ổn thỏa nhất. Phùng viêm, đây là người bức ta. Bạch Tiểu Thuần đứng ở đó trầm mặt mấy hơi thở, cuối cùng cúi đầu, nhoáng một cái liền xông ra ngoài, đi theo sau phùng viêm và đổ lăng phỉ. Ba người dần dần biến mất ở trong rừng. Hai canh giờ sau, ba người đi không ngừng nghỉ. Sắc trời đã là hoàng hôn, ánh trời chiều phía xa xa dần xuống. Trong rừng cũng chậm chậm tối đen đến rồi phùng viêm bỗng nhiên mở miệng bước chân của ba người dừng lại khi ngẩng đầu lên thì đều thấy được ở trước mặt cây cối thưa thớt trên mặt đất có không ít đá xanh trải ra một khu vực ở trong khu vực này có mấy cái tứ hợp viện tạo thành một tòa nhà không nhỏ thoạt nhìn có thể để cho mấy trăm người cư trú chỉ là lúc này là hoàng hôn vốn nên là thời điểm náo nhiệt nhất ở bên trong một giá tộc nhưng hết lần này tới lần khác ở trong tòa nhà này lại là một mảnh đen kịt yên tĩnh im ắng giống như hòa vào màn đêm để cho người ta một loại cảm giác hoang vu ở trước cổng chính có treo hai cái đèn lồng đang phát ra ánh sáng mờ mờ bốn phía không có gió nhưng hai cái đèn lồng này lại nhẹ lắc lư khiến cho hai con sư tử đá ở ngay dưới hai cái đèn lồng này có vẻ âm u bất định cảnh tượng này khiến cho sắc mặt của phùng viêm và đổ lăng phỉ đều biến đổi về phần bạch tiểu thuần nháy mắt khi hắn vừa nhìn thấy tòa nhà này thì đáy lòng đột nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ. Dường như mỗi khối huyết nhục toàn thân đều đang hướng tới hắn mà hò hét. Có chút không đúng. Trong lòng Phùng Viêm cũng đánh bập một tiếng. Nhưng gã còn chưa nói xong thì đột nhiên. Cát kẹt một tiếng, đại môn của tòa nhà chậm rãi mở ra. Một cổ gió lạnh thổi đến. Trong lúc mơ hồ, hình như có một thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện chương 50 Ngay khi đại môn của tòa nhà mở ra, ba người đổ lăng phỉ đầy cảnh giác nhìn lại, trong lòng Bạch Tiểu Thuần càng khẩn trương bèn xuất ra một bó phù lục dán khắp người, thanh âm phù lục lóc bóp đầy ồn ào. Thân ảnh kia xuất hiện đứng trên đại môn, tay cầm một chiếc đèn lồng, cả người như dung hợp lại cùng với bóng tối nơi này, ánh mắt đầy âm u nhìn về phía ba người. Trong ánh sáng đèn lồng mờ ảo, ba người lờ mờ nhận ra trước mặt là một người thanh niên với ánh mắt đầy bình thản sắc mặt tái nhật như không có chút huyết sắc toàn thân mặc một trường bào màu xanh thấy có người xuất hiện phùng viêm và đỗ lăng phỉ đều thở ra một hơi nhẹ nhàng cái cảm giác âm trầm phủ đầy nơi này vẫn còn nhưng dường như đã phai nhạt đi rất nhiều đạo hữu ba người chúng ta là đệ tử linh khê tông lần này bái phỏng là vì một chuyện quan trọng cần tìm hiểu phùng viêm chắp tay nói lúc này đỗ lăng phỉ mới chợt nhìn thấy tầng tầng màn phòng hộ của bạch tiểu thuần bất giác cau mày lại bạch tiểu thuần cũng không hơi sức đâu mà để ý đến thái độ của đỗ lăng phỉ không hiểu sao tòa nhà này và cả người thanh niên đi ra kia đều mang lại cho bạch tiểu thuần một cảm giác nguy cơ mãnh liệt hóa ra là các đạo hữu linh khê tông như vậy thì mời vào trong nói chuyện thanh niên ôn hòa nói ngay sau đó tay cầm lồng đèn cũng chợt lắc lư bên trong ánh sáng lờ mờ kia gương mặt y cũng chợt sáng chợt tối bất định nói xong thì y cũng lùi lại vài bước rồi quay người đi vào đại môn được mở rộng ra như đang chờ ba người bạch tiểu thuần bước vào phùng viêm có chút chần chừ nhưng cũng bước đi đầu tiên đổ lăng phỉ đi theo sau còn bạch tiểu thuần thì nhìn khắp xung quanh một lượt sau đó cũng cắn răng cẩn thận từng ly từng tí theo sau tiến vào bên trong tòa nhà bọn hắn vừa tiến vào thì cạch một tiếng cửa đại môn cũng được đóng kín lại hai chiếc đèn lồng càng thêm lắc lư mà hai mắt của hai con sư tử đá bên dưới cũng đột nhiên chuyển động rồi từ từ chuyển sang một màu huyết sắc trong tòa nhà trên con đường nhỏ lát đá xanh xung quanh còn có non bộ thảo mộc nhưng cho dù dưới ánh trăng những hình ảnh này vẫn mông lung chỉ có chiếc đèn lồng trong tay người thanh niên phía trước còn tỏa ra ánh sáng leo lắc đồng đưa theo từng bước chân của y bốn người bước trên con đường lát đá xanh này mà đi xung quanh cũng đầy yên tĩnh dường như nơi này cùng với bên ngoài như là hai thế giới hoàn toàn tách biệt với nhau vậy lúc này Bên phải của mọi người cũng có mấy gốc cây ăn quả, có rất nhiều trái cây màu hồng. Trong tòa đình viện này không có gió, nhưng không hiểu sao đám trái cây này vẫn cứ đông đưa, còn phát ra âm thanh soàn soạt. Đỗ Lăng Phỉ và Phùng Viêm đầy cảnh giác, mà Bạch Tiểu Thuần đi sau cùng liên tục nhìn quanh bốn phía, hơn nữa đám trái cây đang đông đưa kia còn mang đến cho hắn cảm giác rất quỷ dị. Thời gian dần qua, hắn còn ngửi thấy một mùi máu tươi tràn ra, cho dù mùi này rất nhạt nhưng thật sự chính xác có mùi này. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần giật thóc một cái, lúc hắn đang định mở miệng nói. Đột nhiên, đám trái cây trên mấy gốc cây ăn quả chật rụng lập bộp xuống đất rồi lăn ra xa. Mặt ngoài của mỗi trái cây đều có một gương mặt trẻ em tươi cười như có người cố tình vẽ lên vậy. Đám trái cây này còn hướng về đám Bạch Tiểu Thuần nở nụ cười. Nha nha nha, mọi người khỏe. Trên người bọn chúng còn mọc ra thêm tay chân nữa. Nguyên một đám khu khu cánh tay, nhanh chóng chạy về hướng đám người bạch tiểu thuần vây quanh lấy đám người đổ lăng phỉ phùng viêm cùng bạch tiểu thuần đang còn đầy biến hóa trên mặt thậm chí bọn chúng lúc này còn phát ra tiếng cười vui sướng cô cô nói phải nghe lời không được khóc chỉ được cười trái cây chín mộng là tuyệt vời nhất đám trái cây này chạy vòng vòng quanh ba người bạch tiểu thuần thanh âm dễ nghe truyền ra khi chúng tới gần một hương vị ngọt ngào ập vào mặt ba người nhưng hương vị ngọt ngào trên mũi này lại khiến cho mọi người gần như nôn thốc nôn tháo cả lục phủ ngũ tạng ra. Có mấy trái cây còn chạy tới trước mặt người thanh niên kia, nhưng người này ngoảnh mặt làm ngơ, một cước mang đám trái cây này dẫm nát dưới chân. Thế nhưng đám trái cây sau khi bị dẫm nát vẫn bò lên như cũ. Rồi tiếp tục giữ vẻ tươi cười đó mà hát bài ca dao mang giai điệu kỳ quái kia. Cái thứ quỷ quái gì thế này? Trong mắt Phùng Viêm chợt lóe lên, gã hất tay áo tạo ra một cơn gió quét qua đám trái cây kia không ít trái cây bị hất lên rơi xuống vỡ nát ra nhưng chúng nó vẫn cứ đứng dậy rồi tiếp tục vui cười chạy vòng quanh mọi người như trước toàn thân bạch tiểu thuần lúc này nổi đầy da gà bèn mở ra toàn bộ màn sáng phòng hộ bao bọc lấy bên ngoài cơ thể hắn sắc mặt đổ lăng phỉ tái nhật lại nhìn những đám trái cây đang cầm tay nhau ca hát kia làm nàng thêm hoảng sợ bèn nén cảm giác buồn nôn trong lòng xuống cắn răng lại mắt phượng cũng lộ ra một vẻ đầy tàn khốc nàng đang định đưa tay bấm niệm một đoạn pháp quyết thì đám trái cây này đột nhiên lộ ra một vẻ vô cùng sợ hãi cô cô đến rồi chúng nhanh chóng chạy ngược trở lại bên đám cây ăn quả nhảy trở lại vị trí của riêng mình trên cây khuôn mặt tươi cười cũng biến mất chỉ còn lại một đám trái cây bình thường như cũ đây là một loại linh quả mà lão tổ chúng ta lấy về từ sâu bên trong lạc tinh sơn mạch đại khái thì chúng nó rất ưa thích ca hát ba vị đạo hữu thấy bọn chúng hát như thế nào thanh niên lạc trần gia vẫn đang đi về phía trước cũng không quay đầu nhìn lại mà đột ngột hỏi một câu sắc mặt phùng viêm và đỗ lăng phỉ đều trở nên khó coi chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cất bước tiến lên phía trước bạch tiểu thuần ở phía sau sâu trong lòng chợt dâng lên một trận lạnh lẽo đang lúc bước tiếp về phía trước hắn chợt phát hiện ra dường như tiếng bước chân ở nơi này nhiều hơn một tiếng. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Không biết chuyện này khi nào thì đã bắt đầu, nhưng tiếng bước chân bây giờ không còn là bốn người mà là của năm người. Có lẽ là ngay từ đầu khi bọn họ vừa mới bước chân vào tòa nhà. Tiếng bước chân này đã đi theo họ nhưng vì bị đám trái cây kia hấp dẫn mà không ai chú ý tới. Nhưng lúc này yên tĩnh lại nên nghe được rất rõ. Bạch Tiểu Thuần nghe ngóng cẩn thận, rồi cả người rung lên bần bật. Hắn phát hiện, cái bước chân nhiều thêm này là ở ngay sau lưng hắn. Thậm chí hắn còn cảm thấy sau cổ mình lạnh lẽo, tự như có ai đó đang thở sát phía sau mình. Các ngươi có nghe thấy tiếng bước chân nhiều hơn một tiếng? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy toàn bộ tóc gáy dựng đứng lên. Phùng viêm đang đi phía trước cũng chợt biến sắc mặt lại, gã cũng đã nghe được tiếng bước chân nhiều thêm một người kia đồng tử mắt của Đỗ Lăng Phỉ cũng chợt co rút lại, hơi thở đầy gấp gáp. Bước chân của ba người đều dừng lại, cùng lúc đó, tiếng bước chân kia cũng chợt biến mất. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần đầy sợ hãi, nhưng cũng cắn răng quay đầu nhìn lại. Vừa quay đầu, thì hắn đột nhiên nhìn thấy một nữ tử áo đỏ đang đứng ngay sau lưng hắn. Nữ tử này mặc một bộ đồ đỏ bay phất phơ, gương mặt xám như tro, nụ cười đầy xảo trái nhìn qua Bạch Tiểu Thuần đôi môi nàng này cũng khẽ nhúc nhích như đang định nói gì đó lửa còn thiếu giúp ta một chút một màn này xảy ra đột ngột cũng đủ làm cho bạch tiểu thuần nhảy dựng lên đồng thời thét lên một tiếng thê lương nhưng ngay khi hắn lùi lại trong nháy mắt đó nữ tử kia cũng hóa thành một tia sáng đỏ chớp lóe lên rồi biến mất sắc mặt bạch tiểu thuần trở nên tái mét hắn nhìn lại nhưng xung quanh lại không có gì nữa chỉ còn tiếng thét của hắn vọng lại vang khắp bốn phía Đỗ Lăng Phỉ và Phùng Viêm bị hắn hù đến chấn động cả tâm thần, đồng loạt nhìn quanh. Cho dù hai người không nhìn thấy bóng dáng nào cả nhưng cũng cảm thấy hải hùng khiếp vía. Đúng lúc này lại có giọng hát của một nữ tử loáng thoáng truyền tới giữa bốn phía không gian định viện đen kịt và yên tĩnh này. Giọng hát như có như không, như một khúc hát tru dỗ dành cho trẻ ngủ, nhưng giữa không gian yên tĩnh như vậy lại không khỏi khiến người khác tê dại cả da đầu. Hai tử ngoan, nhanh ngủ, gió nhẹ thổi tới khiến cho lửa lay động mà thôi, không cần cản, cũng đừng kêu la. Giả thần giả quỷ Phùng viêm đầy khẩn trương, đưa tay bấm niệm pháp quyết, một thanh phi kiếm xuất hiện vần quanh. Vừa lúc đó, người thanh niên đang cầm lồng đèn đi phía trước chợt quay người lại. Lồng đèn trên tay gã sáng le lói, nhìn qua cả người hắn như mờ mờ ảo ảo. Thế nào lại không đi? Tới đây, tới đây à trên mặt người thanh niên này đầy nét tươi cười nhưng nụ cười nhìn đầy quỷ dị chắc là chúng ta sẽ không đi vào nữa lần này chúng ta đến đây để điều tra sự việc một vị đồng môn bị mất tích không biết đạo hữu có nhớ khoảng năm tháng trước có gặp vị đồng môn của chúng ta đến đây hay không phùng viêm hít sâu một hơi rồi hỏi thẳng trong mắt đầy vẻ lăng lệ ác liệt đỗ lăng phỉ cũng đã lấy ra pháp khí từ trước lúc này cũng tập trung tinh thần cao độ không có Thanh niên cầm lồng đèn kia nhẹ giọng trả lời. Thanh âm cũng chợt mơ hồ bất định, dường như đã cùng với giọng ca kia dung hợp lại thành một. Tộc nhân gia tộc Đạo hữu, như thế nào lại không ở đây? Đỗ Lăng Phỉ đột nhiên hỏi. Có việc ra ngoài rồi, các ngươi đã hỏi xong chưa? Vẻ tươi cười trên mặt của thanh niên kia càng nhiều, thậm chí khóe miệng cũng cong lên vô cùng mất cân đối. Đã xong, vậy chúng ta cáo từ. Phùng Viêm cũng nhanh chóng trả lời rồi lùi nhanh lại, đồng thời Đỗ Lăng Phỉ cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Còn Bạch Tiểu Thuần thì đã nhanh chóng thụt lùi lại trước cả hai người kia. Các ngươi đã không muốn vào, vậy thì đành lưu lại nơi này luôn đi, ở chỗ này, cùng với chúng ta. Tiếng cười của thanh niên này truyền ra, mà khóe miệng của gã lại như bị xé rách thành một đường dài như muốn chia đôi cả cái đầu của gã ra. Đèn lồng trong tay gã cũng đột nhiên biến thành màu xanh lá, khiến toàn bộ tòa nhà này càng thêm u tối lờ mờ hơn cả người gã trong lúc vừa nói ra vừa bay thẳng tới chỗ của phùng viêm phùng viêm biến sắc nhanh chóng bấm niệm pháp quyết điểm ra một chỉ thanh phi kiếm cũng gào thét bay đi nhưng gã thanh niên này cũng không có vẻ né tránh mà tùy ý để thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể mình đồng thời gã mang theo nụ cười đầy quỷ dị lao đến quai hàm đang treo trên mặt cũng đáng thẳng về phùng viêm hơi thở của phùng viêm đầy gấp gáp cả người liên tục lùi về phía sau. Sau đó, gã cắn răng lấy ra một viên đan dược màu đen ném thẳng xuống mặt đất. Một tiếng nổ vang rền, đan dược kia ngay khi va chạm với mặt đất thì đã trực tiếp nổ tung lên. Phùng viêm đánh tới thẳng hướng thanh niên kia, nên gã bị lực trùng kích trực tiếp lên người mà bật lui lại. Trên người gã xuất hiện vô số chỗ bị tổn thương, nhưng dường như gã không biết đau đớn mà vẫn cười quỷ dị như trước rồi như một cánh diều lượn vòng theo gió mà tiếp tục đánh tới. Ở chỗ mà đang dược đen đó oanh kíp xuống, lại xuất hiện vô số đường vân đang xen chằng chịt lẫn nhau. Những đường vân đó như được tạo thành từ những sợi tử khí, đang nhanh chóng đang xen như muốn khép kín lại. Nơi này có trận pháp, là âm minh trận. Sau khi Phùng Viêm nhìn thấy những đường vân kia thì nghẹn ngào kinh hô lên. Mà lúc đó, đám đá xanh dưới chân đổ lăng phỉ cũng bắt đầu chuyển động, một đôi mắt xuất hiện, rồi dần sinh ra hai cánh tay khô gầy như que củi, giống như một thây khô. Nhìn kỹ lại thì có thể thấy được một vật nào đó hình sợi tơ dài hẹp đang chui tới chui lui bên dưới, chụp lấy chân của đổ lăng phỉ. Ngươi dẫm lên làm chúng ta đau quá. Đến đây, đến đây, đến đây ở chung với chúng ta luôn đi. Trong đám đá lát xanh kia, một giọng nói đầy lạnh lẽo, khiến người khác nghe được rõ ý câu trên đều phải chấn động tâm thần sắc mặt đổ lăng phỉ đầy tái nhợt, nhanh chóng đưa tay bấm niệm pháp quyết điểm một chỉ. Một cây tiểu kỳ trong túi trữ vật của nàng chợt bay ra, tạo thành hai vòng sương mù cuốn quanh thân bảo vệ cho nàng, rồi một thanh phi kiếm cũng gào thét lao ra, ánh kiếm sáng rực chặt đứt lìa cánh tay đang tóm chặt chân nàng, rồi nàng cũng nhanh chóng lùi lại phía sau. Còn về phần bạch tiểu thuần, ngay chớp mắt này, bên tai hắn đột nhiên vang lên giọng hát của nữ tử kia. Không cần cản, cũng đừng kêu la. Chương 51 Da đầu Bạch Tiểu Thuần như muốn nổ tung, hai mắt đỏ thẫm, hét lớn một tiếng. Lượng lớn bùa chú được hắn lấy ra đặt ở trên người. Oanh oanh oanh, thân hình của hắn trong nháy mắt bạo tăng, cao hơn khoảng chừng nửa trượng. Nháy mắt khi màn sáng này vừa xuất hiện, cô gái mặc áo hồng lúc trước, từ trong bóng tối vọt ngay tới bên cạnh người Bạch Tiểu Thuần, đánh vào màn sáng. Đùng một tiếng, cô gái này bước vào bên trong màn sáng được ba thước, nhưng lại bị ngăn cản, không cách nào có thể tiếp tục. Cô gái này phát ra âm thanh bén nhọn, âm thanh này có được lực xuyên thấu, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đinh tai nhức óc, thần trí có chút mơ hồ. Hắn hoảng sợ hung hăng cắn đầu lưỡi. Khi vừa mới thanh tỉnh, đã nhìn thấy vô số giáp sát trùng màu đỏ. Từ bốn phương tám hướng định chui vào bên trong màn sáng phòng hộ. Nhưng tầng phòng hộ của Bạch Tiểu Thuần quá dày rồi những giáp sát trùng màu đỏ kia dùng toàn lực cũng không thể xuyên qua được bảy tấc phòng hộ cuối cùng này, bị bắn mạnh trở ra. Sau khi ngưng tụ lại cùng một chỗ ở giữa không trung, thình lình lại tạo thành thân hình của cô gái áo hồng. Á nhìn chầm chầm vào bạch tiểu thuần, cười lên khanh khách một tiếng, lại một lần nữa đánh tới. Cùng lúc đó, bốn phía truyền đến từng trận tiếng rít. Chỉ thấy những hòn non bộ kia nhúc nhích từng cái một đứng lên, trở thành người đá mà những cây ăn quả kia cũng lắc lư mọc ra tay chân rút ra khỏi mặt đất cất bước đi nhanh từ bốn phía hiện ra phóng tới chỗ ba người nhất là những trái cây ở trên đó giờ phút này mỗi một cái lại một lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười tiếp tục hát đồng dao trong đó có một gốc cây ăn quả cách bạch tiểu thuần rất gần giờ phút này đang theo sát sau lưng cô gái áo hồng lao đến chỗ hắn khôi lỗi đổ lăng phỉ kinh hô thân hình bạch tiểu thuần run rẩy loại nguy hiểm như thế này từ bé đến giờ hắn chưa từng gặp qua giờ phút này hai mắt hắn đều đã đỏ nhìn thấy cô gái kia lại lao tới đây hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết dùng toàn bộ linh khí chỉ về phía cô gái kia một cái trong nháy mắt phi kiếm của hắn bay ra tốc độ nhanh như một tia chớp màu đen nhấc lên cùng phong quanh một tiếng đã trực tiếp xuyên qua đầu lâu của cô gái này cô gái kia phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết thân thể hóa thành vô số giáp sát trùng rơi xuống. Những con giáp sát trùng kia dãy dụa, trong lúc rơi xuống thì đều thi nhau vỡ vụn. Lực lượng của một kiếm vẫn chưa tiêu tán, đây là do Bạch Tiểu Thuần dưới nguy cơ đã dùng một kích toàn lực. Sau khi nó xuyên qua đầu của cô gái kia, lại lao thẳng đến quả thụ nhân ở đằng sau. Nháy mắt đã lao đến, thân hình của quả thụ nhân này vừa dừng lại thì cái đầu đã trực tiếp nổ tung, dùng mắt thường cũng có thể thấy được những trái cây ở trên đó từng cái một đang khô quắt lại. Nhưng cho đến khi chết, vẫn còn vui sướng ca hát như lúc trước. Cảnh tượng này làm cho đáy lòng Bạch Tiểu Thuần càng thêm sợ hãi. Cũng may là lực lượng của một kiếm cũng lớn, lúc này nó vẫn còn đang bay nhanh, rồi trực tiếp đâm vào vách tường. Tiếng nổ vang lên ngập trời, vách tường vỡ vụn. Một cái lỗ thủng cực lớn xuất hiện. Có thể nhìn thấy được có rất nhiều đường vân đang bay múa trông như một mảnh râu dài hẹp, giống như muốn một lần nữa bệnh lại. Lao ra. Đỗ lăng phỉ gấp giọng mở miệng. Thân hình nhoáng lên một cái, lao thẳng tới chỗ lỗ hổng kia. Nhưng phùng viêm đứng cách cái lỗ hổng này gần nhất, gã cố nhịn đau lòng lấy ra một quả đang dược màu đen ném về phía trước mặt thanh niên mà gã đang giao thủ. Tiếng nổ vang lên quanh quẩn, lực trùng kích khuếch tán. Gã mượn lực lao ra, thẳng đến chỗ lỗ hổng. Vùng một tiếng, Phùng Viêm đã lao tới bên cạnh lỗ hổng. Gã đang định lao ra thì bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Chỉ thấy hai đầu sư tử đá cực lớn thình lình từ bên ngoài lỗ hổng vọt vào. Ngửa mặt lên trời rống một cái. Một con lao tới chỗ Phùng Viêm, còn một con phóng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Hai con sư tử đá này, thình lình chính là hai con thạch sư thủ hộ ở bên ngoài đại môn. Các ngươi không đi được. Linh Khê Tông đều đáng chết thanh niên giao thủ với phùng viêm, giờ phút này cười vang, thân hình nhoáng một cái, lại tiếp tục cuốn lấy phùng viêm. Nhìn thấy lỗ hổng kia đang nhanh chóng khép lại, phùng viêm hét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức bên ngoài thân thể của gã xuất hiện mấy cái hỏa cầu lớn bằng đầu người, tỏa ra nhiệt độ rất cao, hướng về bốn phía oanh nổ. Hình thành sóng lửa lan ra tứ tán. Con sư tử đá kia cũng bị bức lui về phía sau một ít, còn thanh niên của lạc trần gia tộc thì biến sắc còn có hai cây quả thụ nhân đều bị đánh lên trên thân thể một cái trực tiếp nổ tung còn một cái khác thì lúc lùi lại đã bị đổ lăng phỉ dùng một kiếm đánh toái diệt thân hình âm thanh oanh oanh vang lên quanh quẩn từ trên thân của hai quả thụ nhân này tràn ra lượng lớn chất lỏng màu xanh lá ở trong cơ thể của bọn nó rõ ràng lại lộ ra một thân ảnh toàn thân gầy còm đang hấp hối giống như đã bị rút đi hơn phân nửa sinh cơ một người ở trong đó thì đang hôn mê, còn một người khác thì miễn cưỡng mở mắt ra. Khi nhìn thấy Đỗ Lăng Phỉ thì lộ ra vẻ kích động. "Hầu sư huynh." Đỗ Lăng Phỉ kinh hô. Nàng nhận ra đối phương là Hầu Vân Phi thì tiến lên dùng một tay nâng y dậy. "Là Trần gia tộc làm phản." Nhanh chạy đi, truyền tin về cho tông môn. Hầu Vân Phi suy yếu, tóm được cánh tay của Đỗ Lăng Phỉ, lập tức đem một tia linh lực cuối cùng ở trong cơ thể rót vào đỗ lăng phỉ đem linh khí mãnh liệt bao trùm toàn thân cắn răng diều hầu vân phi lao ra tốc độ bạo tăng thẳng đến chỗ lỗ hổng bạch tiểu thuần liếc mắt nhìn qua lập tức nhận ra người này lại là hầu vân phi thân hình của hắn nhoáng một cái tránh né con sư tử đá phóng tới lỗ hổng giờ phút này ba người đều đang bay nhanh đỗ lăng phỉ cách lỗ hổng gần nhất còn Phùng Viêm và Bạch Tiểu Thuần ở phía sau, cách đó không xa. Nhưng rõ ràng tốc độ của Bạch Tiểu Thuần là nhanh nhất, thậm chí còn sắp nhích gần tới chỗ đổ lăng phỉ. Sắc mặt của Phùng Viêm trắng bệch, pháp thuật hỏa cầu kia đối với gã mà nói tiêu hao rất lớn, lúc này sau khi để ý thấy tốc độ của Bạch Tiểu Thuần, trong mắt gã lóe lên âm lãnh, tay phải nâng lên, lại có một quả đang dược màu đen nữa xuất hiện. Đổ sư mùi đi mau. Đem tin tức mang về cho tông môn ta giúp ngươi một tay. Gã vừa nói vừa đem viên đan dược màu đen quăng mạnh ra, vị trí chính là khoảng không giữa Đỗ Lăng Phỉ và Bạch Tiểu Thuần. Quanh một tiếng, viên đan dược này bỗng nhiên nổ tung, hình thành nên lực trùng kích, làm cho tốc độ của Đỗ Lăng Phỉ lại nhanh hơn một chút, cả thân hình bật lên, phịch một tiếng đâm vào lỗ hổng giống như dung nhập vào mặt nước, xông ra ngoài. Nhưng còn Bạch Tiểu Thuần ở nơi đây thì lại bị cái lực trùng kích này ngăn cản thân hình vừa thoáng dừng lại một cái, lập tức đã bị một đầu sư tử đá ngăn lại. Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần đều đã đỏ lên. Phùng viêm. Khi Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ thì bốn phía có tiếng gió rít lên, con sư tử bằng đá kia đã trực tiếp đánh tới. Bạch Tiểu Thuần đang muốn né tránh, nhưng lại có ba gốc thụ nhân quả cũng đã tới gần. Bốn đầu khôi lỗi cùng liên thủ, khiến cho Bạch Tiểu Thuần không có cách nào né tránh, trực tiếp đánh lên trên người của hắn phịch một tiếng màn sáng phòng hộ toàn thân của bạch tiểu thuần sau khi chấp động vài cái lập tức tan vỡ thậm chí ngay cả ánh sáng màu xanh của cái ngọc bội cũng ảm đạm rồi vỡ vụn tuy rằng đã triệt tiêu được hơn phân nửa ngoại lực nhưng đầu sư tử đá kia bất phàm dư lực vẫn rơi vào trên ngực của bạch tiểu thuần lực lượng cực lớn đánh vào khiến cho thân hình bạch tiểu thuần chấn động bị đánh bay ra ngoài bạch sư đệ phùng viêm nhìn thấy một màn này thì khóe miệng cười lạnh nhưng trong miệng lại truyền ra âm thanh vô cùng đau đớn, tốc độ cũng không hề giảm, nháy mắt đã tới gần lỗ hổng. Nửa người gã đã dung nhập được vào bên trong, sắp lao được ra. Nhưng đúng vào lúc này, gã thanh niên của hậu vân phi kia bỗng phát ra một âm thanh bén nhọn, thân hình nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số khối thịt lao thẳng đến phùng viêm. Trong tích tắc khi phùng viêm xông ra, những khối huyết nhục này bỗng nhiên tới gần, trực tiếp cuốn quanh thân thể của gã rồi kéo mạnh một cái phùng viêm gào lên lại một lần nữa bị kéo ra xa lỗ hổng mà giờ phút này lỗ hổng đã không còn rộng nhiều lắm gã lo lắng hung hăng cắn răng một cái cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi rơi lên trên phi kiếm của mình khiến cho thanh phi kiếm nháy mắt đã biến thành màu đỏ thẳm nhưng không chém tới ai mà oanh một tiếng vỡ vụn hóa thành vô số toái nhận lao thẳng tới chính gã gã chính là dùng loại phương thức gần như tự mình hại mình này để cho vô số toái nhận xuyên qua trong lúc làm cho bản thân mình bị thương thì đồng thời cũng đem những huyết nhục đang cuốn quanh trên người mình kia cắt đứt. Thân thể được buông lỏng, toàn thân phùng viêm có vô số miệng vết thương, huyết nhục mơ hồ, khiến cho gã choáng váng. Nhưng cũng may là những mảnh toái nhận kia dưới sự khống chế của gã đã tránh được những chỗ yếu hại. Giờ phút này gã nghiến răng, nhoáng một cái lao tới chỗ lỗ hổng. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần bị con sư tử đá kia một tác đánh lên trên ngực, thân hình lùi lại, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng tiếng kêu thảm thiết này vừa mới truyền ra đã im bặt. Bạc. Bạch Tiểu Thuần giật mình trừng mắt cúi đầu nhìn xuống lòng ngực của mình, thấy quần áo mặc dù bị tổn hại, thậm chí những cái áo da kia cũng đều vỡ vụn không ít. Nhưng, mình lại không có cảm giác đau đớn. Hắn kinh ngạc, nhanh chóng kiểm tra một chút, đã xác định. Từ lúc đánh nhau cho tới bây giờ, nhìn thì như hung hiểm, nhưng trên thực tế, toàn thân trên dưới của hắn ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có. một tác của con sư tử đá kia tuy đập bay hắn nhưng lại không có cảm giác gì. trong lúc hắn còn đang kinh hỉ thì mấy gốc thụ nhân quả đuổi theo kia đã đánh một quyền lên sau lưng hắn. thân hình bạch tiểu thuần lao về phía trước nhưng lại phát hiện ra vẫn không có cảm giác gì, lập tức ngửa mặt lên trời cười to. thì ra ta lại mạnh như vậy. tiên sư bà ngoại nhà nói chứ, vậy ta còn sợ cái gì a? À? Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn, lúc này lại càng tin tưởng mười phần, triển khai tốc độ. Vèo một tiếng, thắng đến chỗ lỗ hổng. Tốc độ so với lúc trước còn nhanh hơn nhiều, trong nháy mắt đã xuất hiện ở lỗ hổng. Giờ phút này Phùng Viêm đã chui được nửa người ra ngoài, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh nên gã căn bản là không có phát hiện ra. Theo gã, vừa rồi Bạch Tiểu Thuần bị mấy con khôi lỗi kêu oanh kích, đã sớm chết rồi. Nhìn thấy Phùng Viêm sắp đi, Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra một vòng hận ý, tay phải của hắn vung mạnh lên, tóm được bả vai của Phùng Viêm, hung hăng kéo một cái, Rột cuộc đã có thể đi ra. Giờ phút này Phùng Viêm còn đang kinh hỉ, nhưng chỉ giây lát thì bả vai đau đớn, gã còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị một cổ đại lực vùng một tiếng kéo về bên trong lỗ hổng. Không! Phùng Viêm gào lên gã còn chưa thấy rõ ràng vì sao mình lại bị lôi trở lại thì túi trữ vật đã rớt ra sau đó cả người bị cổ đại lực này hung hăng hất lên thân hình trực tiếp văng đi thật xa lúc này gã mới nhìn thấy thân ảnh của bạch tiểu thuần ở lỗ hổng bạch tiểu thuần hai mắt phùng viêm đỏ thẳm nhưng ngay sau đó đã bị hai con sư tử đá vây quanh trong tiếng nổ vang tiếng kêu thảm thiết của gã vang lên quanh quẩn phùng sư huynh bạch tiểu thuần phát ra âm thanh vô cùng đau đớn thân hình nhoáng một cái bước vào bên trong lỗ hổng khi lỗ hổng sắp khép lại cả thân hình chui ra ngoài nháy mắt khi hắn vừa chui ra lỗ hổng này đã trực tiếp co lại lối ra đã không còn là ở bên trong viện tử của lạc trần gia tộc mà là ở bên ngoài cửa lớn đỗ lăng phỉ sau khi chạy ra thì không dám đứng lại ở đó mà đứng ở bìa rừng phía xa xa lo lắng chờ đợi thỉnh thoảng lại nhìn bốn phía giờ phút này nàng nhìn thấy bạch tiểu thuần đi ra đang muốn gọi thì đã thấy bạch tiểu thuần phát ra âm thanh thê lương ánh mắt đỏ bừng phùng sư huynh ngươi vì cứu ta chẳng những đưa cho ta túi trữ vật mà bản thân còn đi ngăn cản những khôi lỗi kia phùng sư huynh bạch tiểu thuần chúng ta đi mau nghe được những lời của bạch tiểu thuần đổ lăng phỉ đáy lòng bi thương nhìn thấy lỗ hổng đã biến mất Bạch Tiểu Thuần lại đang ở chỗ này bi phẫn gần chết, liền vội vàng hô. Bạch Tiểu Thuần mang theo nước mắt, vội vàng chạy tới, cùng với Đỗ Lăng Phỉ Diều Hầu Vân Phi chạy thẳng tới rừng rầm. Phùng Sư Huynh là người tốt a. À? Bạch Tiểu Thuần mặt buồn rười rượi, bất chợt quay đầu lại. Đỗ Lăng Phỉ đắng chát. Nàng không nghĩ nhiệm vụ lần này rõ ràng lại hung hiểm tới mức độ này. Nghĩ lúc trước nếu như nghe theo lời của Bạch Tiểu Thuần, không đi đến lạc trần gia tộc này thì có lẽ Phùng Viêm sẽ không phải chết. Nhất là nhìn thấy bộ dạng bi ai hận không thể đắm ngực kia của Bạch Tiểu Thuần, đấy lòng nàng lại càng khó mà bỏ qua, than nhẹ một tiếng. Bạch Sư Đệ, chúng ta mau chóng chạy trốn. Lạc trần gia tộc làm phản, bọn hắn sẽ không để cho chúng ta truyền tin tức về cho Tông Môn đâu. Vừa nãy ta cũng đã thử, nơi đây đã bị ngăn cản hết mọi chấn động. Ngọc Giảng truyền âm đã không dùng được rồi. Đỗ Lăng Phỉ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, nói ra không được trân tru. Thân hình Bạch Tiểu Thuần chấn động, lập tức ý thức được nguy hiểm. Chương 52. Cùng lúc đó, bên dưới lòng đất chỗ đình viện của gia tộc Lạc Trần, không ngờ lại có một tòa cung điện khổng lồ tọa lạc tại đây, còn có thêm một huyết hồ chứa đầy hài cốt bên trong. Xung quanh bốn phía đều là trận pháp sáng rực, vô số tộc nhân của Lạc Trần gia tộc, bất kể nam, nữ già trẻ đều đang quỳ gối bên trên từng tiếp điểm của trận pháp vốn chằng chịt đang xen với nhau này. Tất cả bọn họ đều trầm mặt, tay phải buông thõng để mặc cho máu tươi trong người chảy xuống rồi dần thấm vào bên trong tiết điểm kia. Rồi tất cả máu huyết của toàn tộc nhân lại được tụ tập, ngưng tụ trong huyết hồ ở trung tâm. Trung tâm huyết hồ là một lão giả tóc bạc trắng đang khoanh chân ngồi, thần sắc lão giả không giận mà uy, theo nhịp hô hấp của lão mà huyết hồ trung tâm lại như sôi trào lên lúc này lão đột ngột mở hai mắt ra lộ ra màu huyết quang nhàn nhạt bên trong đã xảy ra chuyện gì giọng nói đầy lạnh lẽo của lão vang lên vòng khắp cả tòa cung điện dưới lòng đất một thanh niên trong vòng tộc nhân ngồi gần lão nhất nhanh chóng nhẹ giọng trả lời lão tổ có ba tên đệ tử ngoại môn linh khê tông đến đây bọn hắn đến quá đột ngột làm vãn bối không kịp trở tay vì lo lắng ảnh hưởng đến đại sự của tộc ta nên vãn bối định dùng khôi lỗi thế thân bên ngoài, rồi vận dụng trận pháp cùng với đám khôi lỗi khác diệt sát ba người. Đáng tiếc, vãn bối vô dụng, chỉ có thể diệt sát được một người, hai người kia đã trốn thoát, mà tên đệ tử bị bắt lần trước cũng được cứu đi. Người thanh niên này chính là kẻ vừa cùng ba người Bạch Tiểu Thuận trải qua một trận chém giết vừa rồi. Trong lòng gã cũng đầy phiền muộn, Thông thường đệ tử Linh Khê tông mất liên lạc thì cần phải nửa năm sau mới khẳng định được đã mất tích. Lúc đó mới an bài đệ tử tiến hành tìm hiểu. Như vậy, phải mất gần 9 tháng sau mới có thể lần tới Lạc Tinh sơn mạch được. Nhưng lúc này chỉ mới qua 4 tháng, vậy mà đệ tử Linh Khê tông lại đến nơi. Đừng nói gã, cả gia tộc Lạc Trần cũng không nghĩ tới việc này, dù sao người mất tích là một đệ tử ngoại môn mà cả gia tộc lạc trần trước giờ chưa từng để lộ một chút ít dấu hiệu nào ra ngoài cả theo đạo lý mà nói thì bọn họ không thể nào tới đây nhanh như vậy được hơn nữa nếu như hầu văn phi không tra ra bí mật của gia tộc lạc trần thì bọn họ cũng không muốn bắt y lại như vậy vốn kế hoạch của bọn họ cũng chỉ cần nửa năm nữa là hoàn thành lúc đó gia tộc có thể thoát khỏi khống chế của linh khê tông thoải mái vẫy vùng giữa trời cao biển rộng này nhưng lúc này còn cần thêm một tháng nữa hai tên đệ tử ngoại môn hư lão phu đã mở ra trận pháp phong ấn bốn phía ngươi an bài người nhanh chóng truy sát bọn chúng chỉ cần thêm một tháng nữa mọi chuyện đều ổn thỏa lão giả nhàn nhạt nói cũng không quá để tâm vào chuyện này mà lại tiếp tục nhắm mắt lại gã thanh niên nghe vậy bèn hít sâu một hơi gật nhẹ đầu không lâu sau thì có bảy thân ảnh từ bên trong đình viện lạc trần gia tộc bước ra ngoài Người đi đầu chính là gã thanh niên kia, tu vi chân chính của gã lúc này được hiển lộ là ngưng khí tầng 8. Sáu người khác, người yếu nhất cũng là ngưng khí tầng 6, còn có hai người là ngưng khí tầng 7. Bọn hắn chưa trốn xa được đâu, đuổi theo. Bảy người này chợt nhán lên, cả đám đều lộ ra sát ý mà lao thẳng vào trong rừng rậm. Trong rừng, Bạch Tiểu Thuần và Đỗ Lăng Phỉ cùng dìu theo hầu Vân Phi đang hôn mê bay nhanh về phía trước hắn cũng đã thử lấy ra phi hành chu nhưng trận pháp nơi đây không những ngăn cách tin tức truyền về mà còn khiến cho phi thuyền không thể nào vận chuyển được. Chuyện này càng khiến cho sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần và Đỗ Lăng Phỉ thêm khó coi. Một đường trầm mặt, cả hai người vẫn cứ cắn răng dịu theo hậu vân phi mà chạy băng băng. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái mét lại, lúc này quả thật hắn cảm giác được nguy cơ đã lên tới cực hạn rồi. Từng tất huyết nhục trên người hắn lúc này đều gào thét, thậm chí còn truyền tới lời kêu gọi mãnh liệt, kêu gọi hắn nhất định phải chạy thật nhanh. Chỉ cần chạy chậm chút, cầm chắc sẽ phải chết tại đây. Cái nguy cơ tử vong này còn mãnh liệt hơn vô số lần nguy cơ mà Phùng Viêm mang tới cho hắn. Dù sao Phùng Viêm tuy tính toán ra tay nhưng vẫn còn rất nhiều cố kỵ. Chỉ dám giết hại hắn trong tối mà thôi. Chỉ cần hắn đủ cảnh giác, tuy không dám nói có thể tránh được toàn bộ nhưng cũng có thể né được hơn phân nữa, thậm chí có thể tìm được cơ hội phản kích lại nhưng chuyện trước mắt bạch tiểu thuần vừa nghĩ tới cái tin tức mà bọn hắn nắm giữ thì trong lòng run rẩy trán cũng toát mồ hôi lạnh loại tin tức liên quan đến chuyện phản loạn của một gia tộc tu chân thế này đừng nói là gia tộc lạc trần coi như đổi lại là bạch tiểu thuần hắn cũng không chút do dự mà tiến hành truy sát đối phương nhất định sẽ không tiếc một cái giá lớn nào cũng sẽ đem nhóm mình diệt khẩu hoàn toàn không phải chí là ra tay trong tối mà sẽ nhanh chóng dùng khí thế mãnh liệt như lôi đình trực tiếp diệt sát. thậm chí bọn hắn cũng không có khả năng chạy được quá xa nói không chừng tộc nhân lạc trần gia tộc cũng đang nhanh chóng truy kích sau lưng chấp pháp đường chết tiệt kia nhiệm vụ này nhiệm vụ này căn bản đệ tử ngoại môn không có khả năng thực hiện được vương nghĩ tới gia tộc lạc trần còn có một vị lão tổ trúc cơ bạch tiểu thuần càng thêm run rẩy khắp cả người trúc cơ a ngưng khí mà so sánh với cường giả trúc cơ thì cũng không khác chênh lệch giữa phàm nhân và ngưng khí bao nhiêu a à. hơi thở của bạch tiểu thuần đầy khẩn trương hai mắt cũng đỏ vằn lên ta tu hành là vì trường sinh a à. lúc này bạch tiểu thuần gần như khóc không ra nước mắt nhìn lại hầu vân phi hắn lại không thể chỉ vì muốn chạy nhanh hơn mà bỏ mặt y được loại chuyện này nói sao thì hắn cũng không thể làm được đấy sắc mặt đổ lăng phỉ tái mét tu vi nàng yếu nhất, linh khí trong cơ thể cũng không khôi phục được chút nào, lúc này trong lòng dân tràn cảm giác đáng chát, nàng thừa biết lúc này đã là cửu tử nhất sinh, không, khả năng lớn là thập tử vô sinh. Nếu lúc này Phùng Viêm còn sống, với tu vi ngưng khí tầng 7, nếu như lão tổ trúc cơ của đối phương không xuất động thì bọn họ còn có sức để mà liều mạng. Nhưng Phùng Viêm đã chết, bản thân nàng chỉ có tu vi ngưng khí tầng 5 mãi vẫn chưa đột phá được, mà Bạch Tiểu Thuần thì, đối với một kẻ nhát chết như vậy, Đỗ Lăng Phỉ không có chút trông cậy vào được. Không thể tưởng tượng được, lần đầu tiên ra ngoài làm nhiệm vụ, vậy mà đã phải chịu chết ở đây. Đỗ Lăng Phỉ cười thảm, nhưng nàng vẫn cứ cắn răng mà chạy. Không đến đường cùng, nàng tuyệt đối không từ bỏ mạng mình như vậy. Lúc này nàng đưa tay vỗ túi trữ vật lấy ra đang dược nuốt vào trong miệng, khi nhìn thấy sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần cũng đang tái mét, nàng than nhẹ một tiếng nàng không có chút ý tứ khinh miệt gì Bạch Tiểu Thuần nữa cả, bèn lấy ra một bình đang dược ném qua cho hắn. Bạch Sư Đệ, chú ý thời điểm mà bổ sung linh khí cho bản thân. Bạch Tiểu Thuần sững người, nhận lấy bình đang rồi trầm mặt mở bình lấy ra một viên đang dược nuốt vào. Nhưng dường như nhớ ra gì đó, sau đó hắn thò tay vào túi trữ vật của Phùng Viêm lôi ra thêm hai bình đang dược. Phùng Sư Huynh cũng có đang dược. Hắn nói xong bèn đưa cho Đỗ Lăng Phỉ một nửa đỗ lăng phỉ cũng lặng yên nhận lấy tốc độ của hai người không đổi mà vẫn cứ bay nhanh đi qua một lúc thì hai người cũng đã tới nơi mà lúc trước phát hiện được ngọc giảng của hầu vân phi nhìn góc đại thụ này trong lòng đỗ lăng phỉ thầm thở dài một tiếng chỉ là lúc này có hối hận cũng không ít gì hai người nhanh chóng dìu hầu vân phi mà chạy thời gian càng trôi qua tốc độ của đỗ lăng phỉ cũng càng chậm lại bạch tiểu thuần sốt ruột đành nắm lấy tay đỗ lăng phỉ mang theo cả nàng và hậu vân phi chạy như điên. Đỗ Lăng Phỉ cũng đã sớm phát hiện được tốc độ của Bạch Tiểu Thuần vẫn nhanh như cũ. Khi bị hắn chụp lấy cánh tay, nàng vô thức tính hất ra, nhưng khi nhìn thấy gương mặt Bạch Tiểu Thuần tái mét, ánh mắt đầy sợ hãi bèn thở dài trong lòng. Đành để mặc cho Bạch Tiểu Thuần kéo lấy cánh tay nàng cùng nhau chạy tới trước. Đúng lúc này thì cả người hầu Vân Phi cũng chợt trung lên rồi mở mắt ra, trong mắt đầy vẻ mỏi mệt. Bạch Sư Đệ, không ngờ từ biệt mấy năm ta và ngươi lại gặp nhau ở chỗ này hầu vân phi cười gượng nhìn bạch tiểu thuần đang dìu mình cùng với đỗ lăng phỉ đỗ lăng phỉ thấy hầu vân phi đã tỉnh vội vàng đưa đang dược cho y hầu sư huynh bạch tiểu thuần nhìn hầu vân phi cũng chợt thở dài chúng ta vẫn còn hy vọng vì tư lợi mà lạc trần gia tộc đã bất chấp mà bắt giết phạm nhân lấy xương thay máu còn vị lão tổ trúc cơ kia phải chủ trì nghịch huyết đại pháp nên cũng không có khả năng đuổi theo không những thế toàn bộ gia tộc lạc trần bây giờ cũng đang ở trong trận pháp cho nên cũng sẽ không có quá nhiều người truy sát chúng ta mặc dù ở nơi này chúng ta không có khả năng truyền tin tức về tông môn nhưng chỉ cần chạy ra khỏi phạm vi nhất định nào đó thì chắc chắn truyền tin về được loại đại sự này chỉ cần tông môn biết được có một gia tộc phản loạn nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất mà đến đây. Hầu Vân Phi cười cười, cầm đan dược mà đổ lăng phỉ đưa cho nuốt vào. Sau đó mắt y chợt lóe sáng, cũng không để cho Bạch Tiểu Thuần diều nữa mà gắn gượng chạy theo hai người. Từ đó, tốc độ của ba người cũng nhanh thêm một chút, dần dần cũng thấy được ngoài rìa của lạc tinh sơn mạch. Không lâu sau thì ba người đã chạy được tới đây, Đỗ Lăng Phỉ lập tức xuất ra ngọc giảng liên hệ về tông môn chỉ là sắc mặt nàng càng thêm tái lại mà đắng chắc lắc đầu. Vẫn chưa được. Sâu trong lòng Bạch Tiểu Thuần nhói lên một cái, còn Hầu Vân Phi cũng trầm mặt lại. Ba người không nói thêm gì nữa mà buồn bực tiếp tục bước tiếp. Chỉ là lúc này, đột nhiên phía sau bọn họ vang lên từng tiếng rít truyền tới, ngay khi sắc mặt bọn họ chưa kịp biến hóa thì đã thấy được bảy thân ảnh trong âm thanh vù vù từ một hướng khác trong khu rừng rậm sông đến. Người đi đầu chính là gã thanh niên có tu vi ngưng khí tầng 8 kia, hắn liếc mắt nhìn thoáng quá ba người bạch tiểu thuần, trong mắt lóe lên đầy sát cơ. Lúc trước ta từng nói, các ngươi trốn không thoát. Nhớ kỹ, người giết các ngươi là Trần Việt. Giết bọn chúng đi. Đam tộc nhân gia tộc Lạc Trần lấp tự lấy ra pháp khí riêng, ánh mắt của cả đám lạnh như băng rồi bỗng nhiên vọt tới. Sắc mặt ba người bạch tiểu thuần cũng đại biến, dốc sức cắn răng đẩy nhanh tốc độ. Trần Việt cười lạnh, rồi gã hất tay áo lên, một cái đầu lâu màu tím xuất hiện nhanh chóng bạo tăng kích thước tới nửa trượng. Phát ra từng tràng cười rạc rạc mà lao thẳng tới ba người bạch tiểu thuần với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đầu lâu đã tiến đến gần, dưới một chỉ điểm ra của Trần Việt, đầu lâu tự động nổ tung lên. ầm một tiếng, một lực trùng kích ập thẳng vào, đem tách ba người ra, từ đó khiến cho cả Đỗ lăng phỉ và hầu vân phi bị chững lại lập tức bị đám tộc nhân lạc trần vây kín. Vốn tốc độ bạch tiểu thuần cực nhanh, lúc trước còn phải kèm thêm hai người đổ, hầu. Bây giờ bị tách ra, hắn cũng không nghĩ nhiều mà triển khai toàn lực, bạo tăng tốc độ lên nhanh chóng. Đám tộc nhân lạc trần còn chưa kịp bao vây lại thì hắn đã vọt ra ngoài hơn 10 trượng. Thậm chí nhìn lại còn thấy tốc độ của hắn lại tiếp tục tăng lên nữa. Nhìn tốc độ của hắn vọt tăng lên như vậy, không chỉ riêng tên tu sĩ ngưng khí tầng 8 Trần Việt, mà cả đám tộc nhân Lạc Trần cũng đều sửng sốt một trận. Ngược lại vậy mà chạy rất nhanh, trước tiên giết hai tên này sau đó đuổi theo tên kia. Trần Việt nhàn nhạt nói. Lúc gã phất tay xuống, sát khí cũng nổi lên ngập trời ập thẳng vào hai người đổ, hầu. Một tiếng nổ vang lên, đổ lăng phỉ phun ra máu tươi, tuy vẫn gắn gượng chống đỡ nhưng cả người nàng loan lỗ đầy máu, lại bị đám người vây chặt trong lòng nàng vốn đã biết hẳn phải chết không còn nghi ngờ nhưng nhìn bóng lưng bạch tiểu thuần đã dần khuất xa nàng vẫn không nhìn được mà bật lên tiếng cười thảm nàng sớm biết việc bạch tiểu thuần nhát chết cho dù trong lòng không tránh được cảm giác phức tạp nhưng cảm giác đắng chát và tuyệt vọng lại càng thêm nhiều hơn nữa bạch sư đệ hy vọng ngươi có thể chạy thoát đỗ lăng phỉ đưa tay bấm niệm pháp quyết Thanh phi kiếm dùng một tốc độ cử trọng như khinh gào thét bay tới đối kháng lần nữa cùng với đám người trước mặt. Nàng lại phun ra máu tươi, cả người lúc này cũng đã lung lay đứng không vững. Hầu vân phi cũng cười thảm, nhưng ánh mắt y vẫn sáng ngời. Y gầm nhẹ lên một tiếng, cho dù linh khí trong người gần như đã khô kiệt nhưng y vẫn nhất định không buông xuôi. Thậm chí y còn cắn răng lại, cho dù là chết nhưng cũng quyết tranh thủ lôi kéo đối phương đồng quy vu tận mặt khác như vậy cũng có thể tranh thủ cho Bạch Tiểu Thuần thêm nhiều thời gian hơn một chút. Chương 53 Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, trong lòng run rẩy. Toàn thân hắn tràn ngập cảm giác nguy hiểm đã khiến hắn tâm thần bất định, hiện giờ lại thêm cảm giác sinh tử lúc nào cũng có thể xảy ra khiến hắn càng lo sợ. Trước đây hắn chưa từng sợ hãi như vậy. Dù là lúc nghe tiếng sấm trên đỉnh núi khi đi kiếm tiên nhân hay lúc bị Lý Thanh Hậu ép mang tới vạn xà cốc, trên đường tới đây thực thi nhiệm vụ, hắn gặp rất nhiều các loại sinh vật cường hãn cũng không làm hắn run rẩy đến thế. Những lúc ấy, tuy trong lòng có hồi hộp lo lắng nhưng hắn biết chắc mình sẽ không chết. Hiện giờ, hắn có cảm giác, hắn sẽ chết thật sự. Trong lúc trốn chạy, hắn mới để ý thấy quanh mình không có một ai. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt quay đầu lại. Ở phía xa ngoài trăm trượng, hai người Đỗ Lăng Phỉ và Hầu Vân Phi đang bị bảy người của gia tộc Lạc Trần vây công hắn thấy đổ lăng phỉ bụng miền phun ra một nguồn máu tươi không chỉ hắn là ai chứng kiến lúc này đều có thể thấy hai người ấy sẽ không trụ lại được bao lâu nữa lúc nào cũng có thể bị chém chết khí tuyệt bỏ mình thân thể bạch tiểu thuần vội dừng lại hắn nhìn những gì đang xảy ra thân thể đã run lại càng rung động trong hai mắt tràn đầy tơ máu hắn tự thấy từ sâu trong linh hồn trong thân thể đang có những tiếng nói gào thét muốn dùng toàn lực mà bỏ chạy hắn tin rằng với tốc độ của mình, lại có hai người kia ngăn cản tộc nhân của lạc trần gia tộc thì khả năng hắn chạy thoát là rất lớn. Nếu có thể chạy thoát rồi, vừa giữ được mạng để tu hành, truy cầu đạt tới lý tưởng của hắn là trường sinh bất tử, lại vừa được tông môn ban thưởng. Chỉ là, nếu cư như thế mà rời đi, hình ảnh hai người đổ, hầu sẽ khiến hắn dây dứt cả đời. Trong tâm hắn như đang phân tách thành hai người, hai ý thức riêng biệt. Một người kéo gào hắn chạy trốn để giữ mạng, người còn lại trách hắn nếu bỏ mặt đồng môn thì cả đời sẽ không được yên thân. Hắn hô hấp dồn dập, sau đó phát ra một tiếng gầm nhẹ. Gân xanh trên trán hắn nổi phồng, thân thể rung lên. Lúc này, hắn không suy nghĩ quá nhiều. Cũng không mang tới hậu quả, hắn chỉ nắm chặt nắm đấm. Bạch Tiểu Thuần biết rõ một điều. Bạch Tiểu Thuần ta dù sợ chết nhưng không thể cứ thế bỏ đi được. Đột nhiên, hắn vỗ mạnh vào ngực, tơ máu trong hai mắt càng nhiều. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào như lôi đình, sấm chớp, sau đó cả người xông thẳng về phía hai người đổ lăng phỉ và hầu vân phi. Tốc độ của hắn rất nhanh, lúc di chuyển tạo nên tiếng gió gào thét truyền khắp bốn phương. Thân thể hầu vân phi run rẩy. Hắn nhìn thấy bạch tiểu thuần, sắc mặt không rõ là đang kinh ngạc hay vui mừng. Hắn nở nụ cười. Ánh mắt trở nên quyết đoán không chú tâm phòng hộ mà thi triển toàn lực tấn công đám tộc nhân của lạc trần gia tộc. Cùng lúc ấy, Đỗ Lăng Phỉ bị một kiếm thiếu chút nữa xuyên thấu thân thể, máu tươi tràn ra đầy miệng cũng nghe thấy tiếng gào. Hai mắt nàng đỏ thẫm không khác gì Bạch Tiểu Thuần đang từ xa lao tới. Ca người nàng như bị lôi đình oanh kích. Nàng giật mình, nước mắt không kìm được chảy xuôi xuống hai má. Trong lòng nàng vừa có cảm giác kích động, lại có cả cảm động không tin nổi nàng biết Bạch Tiểu Thuần là người sợ chết, bây giờ thấy đối phương đang lao tới, hai mắt đỏ ngầu. Thân thể run rẩy, nàng không biết đối phương phải cần tới bao nhiêu dũng khí mới có thể lựa chọn ở lại, mới không chạy trốn một mình. Đi mau lên, tên ngốc kia. Ngươi đừng tới đây chịu chết. Đỗ Lăng Phỉ vừa lau nước mắt vừa la lớn với Bạch Tiểu Thuần, do vậy không để ý một tên đệ tử ngưng khí tầng thứ sáu của lạc trần gia tộc đang tung một chưởng vào lưng mình rầm một tiếng vang lên, đổ lăng phỉ phun ra máu tươi, mọi thứ trước mặt trở nên mơ hồ, thân thể nàng bị hất tung lên. Cách đó không xa, một thanh phi kiếm được một tộc nhân lạc trần gia tộc khác điều khiển đang gào thét đâm về phía đầu nàng. Thấy vậy, Bạch Tiểu Thuần càng hét lớn, tốc độ thân thể vốn đã đạt tới cực hạn lại bất ngờ tăng lên. Quỳnh, một tiếng, toàn thân hắn xuyên phá bầu trời tạo thành một đạo trường hồng, hào quang màu hồng, xuất hiện phía trước đổ lăng phỉ, ông lấy nàng, đồng thời tay còn lại tạo thành nắm quyền đánh tới thanh phi kiếm đang lao đến. Âm. Thanh phi kiếm rung rẩy, sau đó bị lực lượng đầu quyền của Bạch Tiểu Thuần đánh văng lên cao. Điều này làm đám tộc nhân của Lạc Trần gia tộc chấn động. Hai mắt Trần Việt lóe lên, lộ ra một tia giật mình nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng sát ý. Tốt. Lại thêm một gia hỏa thâm tàn bất lộ. Ta nên chú ý tới ngươi sớm hơn mới phải không cần để ý tới hai người kia nữa các ngươi mau dết tên này đi dứt lời sát ý liền tràn ngập trong mắt đám tộc nhân còn lại cả đám nhanh chóng lao về phía bạch tiểu thuần đổ lăng phỉ ngay người chưa kịp phản ứng gì thì bạch tiểu thuần đã để nàng sang một bên thân thể hắn nhoáng lên sau đó lao về phía đối phương hai mắt bạch tiểu thuần đã đỏ như máu lúc này hắn không còn nghĩ tới tử vong trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm là phải cứu được hai người đổ hầu Muốn làm vậy, chỉ có cách giết chết tất cả mấy người trước mắt. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt đã tới gần một tộc nhân có tu vi ngưng khí tầng thứ sáu. Người này vội bấm niệm pháp quyết, xuất ra một cái tiểu chu y tỏa hào quang đập về phía Bạch Tiểu Thuần. Cúc. Bạch Tiểu Thuần trống lớn, tay phải mạnh mẽ nâng lên, bàn tay đập mạnh vào cái chù y nhỏ khiến nó rung rẩy. Lúc va chạm, hào quang trên thân chu y tắt ngúng, sau đó bị đánh văng ra tên tộc nhân thấy vậy thì không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh thần sắc hoảng sợ hắn đang muốn lui về sau thì tay phải đối phương đã bấm pháp quyết sau đó hắn thấy thanh mộc kiếm xuất hiện dùng tốc độ nhanh như thiểm điện đâm về phía mi tâm mình tiếng kêu thảm thiết vang lên thanh mộc kiếm xuyên thấu qua mi tâm tên tộc nhân này sau đó mang theo máu tươi ngoặt một đường trên không rồi lao thẳng tới một tên khác cùng lúc ấy thân ảnh của tộc nhân có tu vi ngưng khí tầng thứ bảy lóe sáng hắn bấm pháp quyết, bốn phía xuất hiện sương mù bao trùm thân thể hắn rồi bay nhanh tới gần Bạch Tiểu Thuần. Hắn muốn đánh lén đối phương, nhưng thân thể Bạch Tiểu Thuần đang run rẩy, chật tay trái hắn duỗi ra, ngón trỏ và ngón đều lóe lên hắc mang, ánh sáng màu đen xuyên thấu qua màn sương mù phòng hộ tiến vào trong. Toái hậu tỏa. Rắc, một tiếng, tên tộc nhân ngừng khí tầng thứ bảy này mở toa mắt, lúc sương mù tan đi, hắn thấy một cánh tay đang bóp chặt lấy cổ mình thanh âm vang lên cổ hắn đã bị đứt lìa sự việc diễn tiến quá nhanh từ lúc bạch tiểu thuần vọt tới cho tới lúc kết thúc chỉ kéo dài vài hô hấp trong thời gian ấy đã có hai tên tộc nhân lạc trần gia tộc bị hắn giết chết đỗ lăng phỉ và hầu vân phi thấy vậy đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh hai mắt trợn ngược thần sắc trung động trước nay chưa từng có đỗ lăng phỉ đã hoàn toàn ngây dại bạch tiểu thuần ở trước mắt nàng hoàn toàn khác so với lúc trước hô hấp nàng trở nên dồn dập nàng không thể tên người trước mắt mình đây chính là sư đệ vốn luôn sợ chết và nhút nhát lúc ấy mấy tên tộc nhân khác cũng đã đồng loạt đánh tới sự việc diễn ra quá nhanh khiến chúng kinh hãi không chần chịu xuất ra đòn tấn công mạnh nhất của mình giữa không trung có một thanh phi kiếm không ngàn gào thét một viên châu và một tiểu đỉnh đồng loạt tấn công về phía bạch tiểu thuần ba người không nói không rằng cùng nhau liên thủ tấn công trong ba người này, có hai người đạt tới ngưng khí tầng thứ sáu, một người đã tới tầng thứ bảy. Người nào cũng ra tay tàn nhẫn. Không tiếc bất cứ giá nào để đuổi giết đối phương. Hai mắt bạch tiểu thuần lộ ra những tia máu khi ba người này lại gần. Lúc đối phương đã tiến sát, cả người bạch tiểu thuần co lại giống một quả bóng tròn, sau lưng chụp lên cái nồi đen lớn mà lúc đi đường đổ lăng phỉ vẫn thấy buồn cười. Cái nồi che phủ toàn thân hắn ở bên trong một tiếng nổ long trời vang lên, pháp khí là cái tiểu đỉnh của tên tộc nhân ngưng khí tầng thứ bảy đập mạnh lên cái nồi khiến nó rung rẩy, xuất hiện rất nhiều khe nước nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị phá hủy. ngay sau đó, viên châu cũng tới gần và mạnh vào mặt ngoài cái nồi, cái nồi không chịu nổi, nổ tung thành vô số mảnh nhỏ màu đen. thân ảnh bạch tiểu thuần lựa thế xông ra, lao thẳng về tên tộc nhân có tu vi tầng thứ bảy kia. tên tộc nhân này biến sắc muốn lui về sau nhưng đã muộn. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh. Toàn thân hắn hóa thành một màn sáng, kéo theo những tiếng nổ vang đâm thẳng vào người tên tộc nhân này. Trên người tên này có chí bảo phòng ngự cũng không thể ngăn cản được. Tiếng xương vỡ vang lên liên tiếp. Bạch Tiểu Thuần túng lấy người đối phương, sau đó dùng đầu mình tiếp tục đập mạnh. Rầm. 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 Không tên tộc nhân này phun ra mấy ngụm máu tươi ánh mắt tuyệt vọng không làm sao thoát ra được hai tên tu sĩ ngưng khí tầng thứ sáu bị một màn này hù dọa run rẩy tới tận đáy lòng một người vừa run vừa cố gắng điều khiển phi kiếm đâm về phía bạch tiểu thuần bạch tiểu thuần không để thanh phi kiếm đó vào mắt tiếp tục tấn công đối phương trong tay mình lúc thanh phi kiếm tới gần rồi đâm vào người hắn kết quả xảy ra khiến mọi người có mặt kinh hãi thanh phi kiếm không gây ra chút tổn hại nào tới làn da Bạch Tiểu Thuần, sau khi ca chạm liền bắn ngược về sau. Cùng lúc ấy, Bạch Tiểu Thuần hét lớn, dùng hết sức đập lên người tên tộc nhân ngưng khí tầng thứ bảy trong tay mình. Tên này gào thét thảm thiết, sau đó tắt liệm, khí tuyệt bỏ mình. Hai tên tộc nhân ngưng khí tầng thứ sáu tới gần Bạch Tiểu Thuần thì thấy đối phương tóc tai rối bù, hai mắt đỏ như hung thú khiến da đầu chúng rung lên. Lúc Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ, cả hai người không tự chủ được, vội lui lại phía sau. Ở cách đó không xa, Trần Việt chấn động, trong ốc nổ vang, vẻ mặt không thể tin được. Chương 54 Nhìn thấy hai tên tộc nhân ngưng khí tầng 6 muốn chạy trốn, Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết chỉ một cái. Tiểu Mộc kiếm trích lên, lập tức xẹt qua trên cổ của một tên tộc nhân ngưng khí tầng 6. Cho đến lúc chết. Trong mắt tên tộc nhân ngưng khí tầng 6 này vẫn còn mang theo hoảng sợ cùng với sợ hãi trước nay chưa từng có. Bọn hắn vốn phải là người đuổi giết, nhưng lúc này lại ngược lại đã trở thành kẻ bị săn giết. Chỉ trong thời gian ngắn ngủn, Bạch Tiểu Thuần đã giết chết bốn người. Tên tộc nhân ngưng khí tầng 6 cuối cùng trong đám vừa mới liên thủ vây công Bạch Tiểu Thuần, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, liều mạng rút lui, trái tim thì đang nhảy lên bang bang, thân thể đều đang run rẩy gã không cách nào tưởng tượng được cái tên đệ tử linh khê tông nhỏ gầy trắng tinh ở trước mắt này rõ ràng lại khủng bố như thế ánh mắt bạch tiểu thuần lộ ra hung mang đang muốn truy kích nhưng đúng vào lúc này trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nguy cơ cùng lúc đó âm thanh gấp gáp của đỗ lăng phỉ cũng ngay tức khắc truyền đến coi chừng thân hình bạch tiểu thuần bỗng nhiên lùi về phía sau khi hắn vừa lùi lại trong nháy mắt thì một cái đầu lâu màu tím lớn khoảng một trượng, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức đã xuất hiện ở chỗ hắn vừa đứng, bỗng nhiên tự bạo. Quanh một tiếng, lực tự bạo nhấc lên trùng kích, khiến cho thân hình Bạch Tiểu Thuần chấn động. Bất tử thiết bị của hắn. Lần đầu tiên cảm nhận được đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân hình liên tục lui về phía sau. Ra tay, chính là gã Trần Việt ngưng khí tầng 8. Sắc mặt của gã khó coi, mang theo ngưng trọng. Sau khi cứu tộc nhân của mình, thân hình gã nhoáng lên một cái lao thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Hai gã tộc nhân ngưng khí tầng 6, lúc này cũng cắn răng một cái theo sau. Ba người thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Hầu Vân Phi dãy dụ muốn đi trợ giúp, nhưng y vốn đã suy yếu, lúc trước giao chiến đã dùng hết một tia linh khí cuối cùng, giờ phút này khóe miệng tràn ra máu tươi, không cách nào xuất chiến. Đỗ Lăng Phỉ cũng trọng thương ở trên người, giờ phút này đang lo lắng nhìn Bạch Tiểu Thuần tất cả địch ý, tất cả thành kiến ở trong lòng về bạch tiểu thuần lúc trước đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. sắc mặt bạch tiểu thuần tái nhợt, một lần nữa lại tràn ra máu tươi, thân thể lão đảo sắp ngã, tốc độ cũng đã chậm lại. ba người trần việt nhìn thấy thế, lại càng đuổi theo đến gần. nhưng nháy mắt khi ba người vừa đến gần, trong mắt bạch tiểu thuần lóe lên hung mang. lúc trước hắn bị thuật pháp của trần việt oanh kích, dù bất tử thiết bị không có cách nào ngăn cản được toàn bộ nhưng cũng làm tiêu tán đi hơn phân nửa nhìn thì như suy yếu thậm chí máu tươi ở trên khóe miệng tất cả đều là do hắn tận lực làm giả giờ phút này tốc độ của hắn thoáng một cái bạo tăng không phải là rút lui mà dùng loại tốc độ tăng vọt ở trong nháy mắt này trực tiếp lao vào đám người trần việt mục tiêu của hắn chính là hai gã tộc nhân ngưng khí tầng sáu kia trần việt biến sắc đang định ngăn cản thì bỗng nhiên có tiếng rít vòng qua vòng lại một kiếm của bạch tiểu thuần đã bay tới gần chỗ của gã trần việt bấm niệm pháp quyết chỉ một cái lập tức ở trước người xuất hiện một cái đầu lâu nổ tung nhưng vẫn không cách nào có thể ngăn trở bạch tiểu thuần ánh mắt gã lộ ra tàn khốc tay áo hất lên lập tức một cái đèn lồng xuất hiện trực tiếp hóa thành một cái hỏa cầu vùng một tiếng lao tới bạch tiểu thuần cùng lúc đó hai gã tộc nhân ngưng khí tầng sáu hoảng sợ kinh hô cấp tốc lui về phía sau nhưng thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần tự như tia chớp, toàn diện bộc phát, bay nhanh đuổi theo một người. Lúc tay phải nâng lên thì ở ngón trỏ và ngón cái có hắc mang ống ánh, hướng tới trước mặt một tên tộc nhân trần gia, hung hăng bóp một cái. Toái hậu tỏa. Răng rắc một tiếng, tên tộc nhân trần gia kêu lên thảm thiết. Cái cổ đã bị Bạch Tiểu Thuần mạnh mẽ vặn đứt. Hỏa cầu sau lưng Bạch Tiểu Thuần cũng đã tới gần, nhiệt độ cao khuếch tán, Hắn không kịp né tránh, quanh một tiếng, hỏa cầu đã trực tiếp rơi vào thân hình của hắn. Lúc bộc phát, có cả một biển lửa bao phủ toàn thân Bạch Tiểu Thuần. Cảnh tượng này khiến cho Đỗ Lăng Phỉ cùng với Hầu Vân Phi đều phải kinh hô. Bạch Tiểu Thuần. Vẻ mặt của gã tộc nhân ngưng khí tầng 6 đứng ở cách đó không xa lộ ra kinh hỉ. Gã nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần bị ngọn lửa thôn phệ thì lập tức cười to. Nhưng vào lúc này, ở trong biển lửa có một thân ảnh bỗng nhiên xông ra tốc độ cực nhanh, chỉ một chớp mắt đã đến ngay trước mặt gã tộc nhân ngưng khí tầng 6 đang cười to. Khi người này mở to mắt, đang muốn lùi lại, thì đã bị Bạch Tiểu Thuần đá cho một cước, làm cho đầu lúng vào trong thân thể, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không thể truyền ra được, trực tiếp diệt vong. Làm xong toàn bộ những điều này, Bạch Tiểu Thuần thở hồng hộc, trong mắt của hắn lại càng thêm nhiều tơ máu, làn da toàn thân trên dưới xuất hiện nhiều chỗ bị bỏng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lúc ngẩng đầu, hắn gắt gao nhìn chầm chầm vào một tên tộc nhân cuối cùng của Trần Gia ở nơi đây. Trần Việt Trần Việt bị nhìn chầm chầm vào thì thấy hơi sợ. Gã có tu vi ngưng khí tầng 8, ở trong cả gia tộc cũng được coi như là một thiên kiêu, mặc dù không bằng thiếu tộc trưởng, nhưng ở trong tộc cũng được lão tổ thưởng thức, ngày bình thường gã lại ở trong lạc tinh sơn mạch chém dết hung thú, trải qua mấy lần sinh tử tôi luyện, chiến lực của bản thân cũng không tầm thường. Đối với đệ tử của Linh Khê Tông, Gã không xem vào mắt, cho dù thân phận hay là địa vị của đối phương cao hơn mình, nhưng dạo gần đây gã cho rằng những tu sĩ ở trong tông môn kia đều là những đóa hoa bị nuôi nhốt. Mặc dù có thần thông bất phàm, nhưng lúc sinh tử chém giết thì tuyệt đối không bằng bản thân. Nhưng trước mắt, gã từ chỗ Bạch Tiểu Thuần lại cảm nhận được sự sợ hãi. Nhất là ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần vào lúc này, thậm chí còn đáng sợ hơn so với những hung thú mà gã đã gặp phải ở trong Lạc Tinh Sơn mạch trong ánh mắt kia ẩn chứa hung tàn giống như muốn đem gã nuốt sống khiến cho đáy lòng trần việt bay lên hàng ý nhất là khi nghĩ đến đối phương chỉ trong thời gian rất ngắn đã giết chết sáu người loại thủ đoạn này khiến cho tâm thần của gã bị rung chuyển mãnh liệt mà điều càng làm cho gã cảm thấy không cách nào tin đó là gã dĩ nhiên là nhìn ra tu vi của đối phương rõ ràng chỉ là ngưng khí tầng sáu đại viên mãn khí lực của hắn quá lớn tốc độ lại cực nhanh Người này đã tu luyện một loại thuật pháp luyện thể nào đó, hơn nữa đã tu luyện tới một trình độ nhất định rồi, cho nên mới có thể một kích tất sát. Đặc biệt là phòng hộ của hắn, thật đáng sợ. Mặc dù hắn không có thuật pháp gì, nhưng hắn điều khiển phi kiếm tuyệt đối không tầm thường. Chẳng những tốc độ vượt quá tưởng tượng, mà lực lượng mỗi một kiếm đều rất kinh người. Ngay cả thanh một kiếm kia cũng không phải chuyện đùa. Phẩm giai cực cao cho nên mới có thể thuấn sát ngưng khí tầng 6. Loại nhận vật này nhất định là thiên kiêu nổi danh của Linh Khê Tông, nhưng vì sao trước nay ta chưa từng nghe thấy tên của hắn, Bạch Tiểu Thuần. Trần Việt kinh ngạc, đồng thời cũng dâng lên chiến ý càng cường liệt. Tay phải của gã vung lên, lập tức ở trước người xuất hiện ba cái đầu lâu được làm từ ngọc thạch to bằng nắm tay. Thần sắc của gã ngưng trọng, nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Lúc trước là ta xem thường ngươi, bây giờ thì hết rồi liền xem thuật pháp của linh khê tông ngươi lợi hại hay là trần gia lợi quỷ sát đạo ta sắc bén lời vừa nói ra trần việt bấm niệm pháp quyết lập tức ba cái đầu lâu ở xung quanh hắn giống như là sống lại phát ra tiếng gầm nhẹ liên tục tăng lên kích cỡ cho đến khi đạt tới một trường thì lao thẳng đến chỗ bạch tiểu thuần hô hấp của bạch tiểu thuần dồn dập giờ phút này đầu hắn hoàn toàn trống rỗng không có bất kỳ suy nghĩ gì đã sớm quên đi tử vong mà chỉ còn xúc động muốn tiêu diệt đối phương. Nhìn thấy những đầu lâu kia tiến đến, tay phải của hắn đột nhiên bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước. Tiểu một kiếm bay ra, đồng thời còn có thêm hai thanh phi kiếm nháy mắt xuất hiện. Hắn điều khiển cả ba thanh phi kiếm, hóa thành lượng lớn ánh kiếm, cùng với thân thể trực tiếp xông ra. Lại càng có một tấm trắng nhỏ vần quanh bốn phía quanh thân thể, tràn ra bảo quan. Trong chốc lát, phi kiếm của Bạch Tiểu Thuần đã cùng với những cái đầu lâu kia đụng chạm cùng một chỗ. Những âm thanh ầm ầm vang lên quanh quẩn, hắn cùng với Trần Việt, tốc độ cực nhanh, kịch chiến. Trần Việt có tu vi ngưng khí tầng 8, hơn xa Bạch Tiểu Thuần, nhưng ở trên khí lực và phòng hộ thì lại không bằng. Hai người giao chiến nhất lên tiếng nổ mạnh, ở trong thời gian ngắn lại sàn sàn nhau. Cảnh tượng này khiến cho đáy lòng đổ lăng phỉ dậy sống. Nàng nắm chặt nắm đấm, Móng tay đâm cả vào trong da thịt mà cũng không cảm thấy đau. Cái bóng dáng đáng giận của Bạch Tiểu Thuần ở trong tiểu bỉ đã không còn, mà chiếm lấy là Bạch Tiểu Thuần toàn thân lúc này giống như thiết huyết, đang giao chiến cùng với Lạc Trần gia tộc Trần Việt. Ta lúc trước đã trách lầm hắn. Đây mới thực sự là Bạch Tiểu Thuần. đích thật là hắn sợ chết, nhưng hắn lại có thể quay đầu lại cùng với người liều mạng chém giết. Dũng khí mà hắn cần, lớn hơn người bình thường vô số lần đỗ lăng phỉ nhìn bạch tiểu thuần trong mắt chậm rãi nhiều thêm ra thần thái dù hắn sợ hãi tử vong nhưng có thể ở trong lòng lại có sự kiên định của hắn có đạo nghĩa của hắn sẽ không bởi vì sợ hãi tử vong mà bỏ rơi bè bạn không bao lâu âm thanh đinh tai nhức óc vang lên ba thanh phi kiếm của bạch tiểu thuần lúc này đã toái diệt mất hai thanh chỉ còn lại duy nhất một kiếm mà ba cái đầu lâu kia giờ phút này cũng vô cùng ảm đạm linh ý bị thương bay trở về bên người trần việt cùng lúc đó bạch tiểu thuần thừa cơ đánh tới trần việt phun ra máu tươi không kịp tránh né đã bị toái hậu tỏa của bạch tiểu thuần bóp trên cánh tay răng rắc một tiếng xương cốt ở trên cánh tay trái của gã trực tiếp đứt gãy nhưng mặc dù như thế trong miệng gã lại bay ra một thanh tiểu kiếm trực tiếp đâm vào bả vai của bạch tiểu thuần sâu tới một tấc bạch tiểu thuần hôm nay không phải ngươi chết thì chính là ta vong nếu đổi là lúc khác thì trần việt đã sớm bỏ chiến rồi nhưng hôm nay có liên quan đến đại sự của toàn gia tộc gã nhất định phải giết bạch tiểu thuần giờ phút này hắn phun ra một ngụm tinh huyết trong nháy mắt đã bị ba cái đầu lâu kia tham lam thôn phệ lệ quỷ tranh sát trần việt gầm nhẹ triển khai bí pháp. trong hốc mắt của ba cái đầu lâu ở trước mặt gã đột nhiên lộ ra u mang lại lao thẳng tới trần việt điên cuồng cắn xé trong chớp mắt đã cắn nuốt không ít huyết nhục trên cơ thể của Trần Việt, rồi chui vào trong thân thể gã. Cảnh tượng quỷ dị này khiến cho Đỗ Lăng Phỉ và Hầu Vân Phi nhìn mà phải hít vào một hơi. Cùng lúc đó, Trần Việt phát ra một tiếng gào thét thê lương, thân thể run rẩy, biểu lộ dữ tợn, ở bên ngoài thân thể xuất hiện lượng lớn khí đen, hóa thành một con lệ quỷ cao hơn một trượng. Chết. Giọng nói của gã lạnh lạnh, nâng tay hướng về phía Bạch Tiểu Thuần nhấn mạnh một cái là ngươi chết. Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ, hai tay bấm niệm pháp quyết chỉ vào giữa không trung. Lập tức linh khí ở trong cơ thể hắn bỗng nhiên tuôn ra như ngựa hoang thoát cương, phát họa ra hình dạng của một chiếc đỉnh cực lớn ở giữa không trung. Chính là Tử khí hóa đỉnh Chương 55 Tử khí hóa đỉnh Hầu Vân Phi cùng Đỗ Lăng Phỉ đồng loạt thốt lên kinh ngạc, thần sắc cả hai đầy vẻ rung động mãnh liệt. Đặc biệt là Đỗ Lăng Phỉ, bản thân nàng nắm được cử trọng nhược khinh nên có thể biết rõ cảnh giới tử khí hóa đỉnh này khó đến mức độ như thế nào. Cho dù là cả bờ nam, kể cả tính luôn tử đỉnh sơn thì chắc chắn cũng không có bao nhiêu người nắm giữ được thần thông này. Một tiếng nổ vang, đại đỉnh va chạm thẳng vào lệ quỷ, cả mặt đất đều trở nên chấn động. Lệ quỷ kêu gào đầy thảm thiết rồi cả thân thể nhanh chóng sụp đổ xuống, hóa thành một đám hắc khí tản ra xung quanh, để lộ ra thân ảnh Trần Việt đang hấp hối. Trần Việt phun ra máu tươi, cả người rơi rầm xuống mặt đất. Gã nhìn đại đỉnh đang dần tiêu tán trên không trung, sắc mặt đầy đắng chát thì thào nhỏ. Tử khí, hóa đỉnh. Nói xong gã gắn gượng nhìn qua bạch tiểu thuần một cái rồi cứng đờ người, tuyệt khí bỏ mình. Lúc nãy gã thi triển ra bí pháp vốn đã gây ra thương tổn cho bản thân. Rồi còn bị tử khí hóa đỉnh phá đi thần thông, đến cả lệ quỷ do bản thân nuôi dưỡng ra cũng bị toái diệt nên gã sao có thể sống sót được cho đến khi chết, gã vẫn trợn trừng mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhìn Trần Việt tử vong, cả người cũng chợt thả lỏng xuống, lúc này linh khí trong cơ thể hắn đã hoàn toàn cạn kiệt, đầu óc choáng váng. Như một trái bóng da đã bị xì hơi, hắn đứng đó run rẩy, cả người loạn choạng như sắp ngã xuống, sắc mặt cũng trở nên ảm đạm. Mãi cho đến lúc này hắn còn chưa dám tin bản thân vậy mà có thể giết chết một lúc hết cả đám người. Nhớ lại mọi chuyện vừa mới xảy ra, Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy trong miệng ngọt ngọt, rồi trào ra máu tươi thêm lần nữa. Ta đổ máu, ta, thiếu chút nữa thì đã bị giết chết. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy toàn bộ cơ thể đều đau đớn, hơn nữa vết thương tại bả vai còn mang đến cho hắn cảm giác đau đớn không cách nào có thể gắn gượng được, rất nhiều chỗ trên da hắn cũng bị đốt cháy. Cái loại đau đớn âm ý này khiến Bạch Tiểu Thuần nhớ lại từng tràng chiến đấu khi trước, nghĩ đến lại run rẩy cả người. Ta, sao ta lại quay trở lại chứ vừa rồi chỉ cần không cẩn thận một chút nói không chừng mạng nhỏ này cũng phải bỏ lại gần non nửa đời bạch tiểu thuần ta đều ổn thỏa thế nào mà lúc nãy lại xúc động như vậy chứ bạch tiểu thuần nghĩ lại lúc nãy mà thấy sợ hãi cảm thấy đầy hối hận bỗng nhiên lúc này lại có một cảm giác đàn hồi kinh người rồi một thân thể lồi lõm hoàn mỹ mang theo cả mùi thơm sữa nữ mềm mại nhào vào trong ngực hắn chính lại là đổ lăng phỉ Bạch Tiểu Thuần sững sờ, nhưng ngay sau đó biểu lộ đầy trang nghiêm, một phen ông lấy Đỗ Lăng Phỉ, nhẹ giọng nói: "Đỗ sư tỷ đừng sợ, có Bạch Tiểu Thuần ta ở đây, bất luận kẻ nào cũng không thể làm tổn thương ngươi được đâu." Nói xong, bàn tay của hắn bất tri bất giác cũng đặt ngay xuống cái chỗ đang công lên kia. "Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi." Đỗ Lăng Phỉ kích động đến rơi nước mắt. Còn chưa kịp phản ứng gì thì bất giác mới nhận ra bản thân lại đang dựa vào trong ngực Bạch Tiểu Thuần, cũng nhận ra được một bàn tay còn đang sờ soạn phía sau mình. Mặt nàng bất giác nóng bừng lên, nhanh chóng bước lùi về phía sau vài bước, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đầy giận dữ. Bạch Tiểu Thuần vội ho lên một tiếng, trong lòng vẫn còn đầy dư vị, thầm nghĩ quả nhiên Đỗ Lăng Phỉ không hổ danh là một trong năm đại mỹ nhân bờ năm này nội dáng người này cũng đủ để ngạo thì thiên hạ rồi a. À. Lúc này sắc mặt hầu vân phi cũng đầy cổ quái, y vội ho một tiếng rồi cười cười nhìn bạch tiểu thuần. Bạch sư đệ, mấy chuyện này đợi sau này có thêm thời gian thì hãy tính tiếp vậy. Bên phía gia tộc lạc trần nhất định còn có thể xuất động thêm một đám người nữa truy sát chúng ta, không chừng lúc này chính là người mạnh nhất, chỉ đứng sau lão tổ trúc cơ kia tới đây a. À. Chúng ta nên tranh thủ thời gian chạy trốn thật nhanh. Bạch tiểu thuần nghe xong lập tức trung lên mấy người vừa rồi là hắn phải liều hết thảy mới giành được thắng lợi vừa nghĩ tới chuyện đối phương còn có thể xuất động thêm nhiều cường giả giống như trần việt vừa rồi hắn chợt run rẩy sắc mặt đầy ảm đạm mà nhìn giáo giác khắp xung quanh rồi nhanh chóng rụt cổ gật gật đầu liên hồi đúng 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 đi nhanh chúng ta phải tranh thủ thời gian chạy trốn vừa nói xong hắn nhanh chân chạy đi trước bộ dạng sợ chết này hoàn toàn trái ngược với cái bộ dạng thiết huyết vừa rồi nhưng đỗ lăng phỉ cũng không còn cảm thấy chán ghét nữa mà còn thấy có chút đáng yêu lúc này cũng vội vàng chạy theo nhìn về phía bạch tiểu thuần lại nghĩ tới một màn chiến đấu điên cuồng của đối phương vì cứu mình vừa rồi trong mắt nàng càng thêm nhu hòa hầu vân phi lắc đầu tiến tới lấy toàn bộ túi trữ vật trên người đám tộc nhân của gia tộc lạc trần đuổi theo đưa cho bạch tiểu thuần bạch sư đệ chiến lợi phẩm của ngươi này Bạch Tiểu Thuần cũng không kịp nhìn kỹ mà gom hết vào trong ngực áo. Lúc này hắn cũng không thể kiềm chế được bản thân đang run rẩy, chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn, đó chính là phải chạy trối chết. Tại Lạc Tinh Sơn mạch, bên trong cung điện dưới mặt đất, ngay khi Bạch Tiểu Thuần đánh chết tên tộc nhân đầu tiên của gia tộc Lạc Trần, thì trong số những tiết điểm của trận pháp xung quanh huyết hồ bỗng nhiên có một tiết điểm nổ ầm một tiếng. Rồi trực tiếp vỡ nát ra, huyết dịch bên trong tiết điểm cũng khô héo đi. Một màn này khiến cho đám tộc nhân đồng loạt sững sờ, chỉ là bọn họ còn chưa kịp phản ứng, thì sau đó đến lượt cái tiết điểm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Trong tiếng nổ vang liên tiếp, toàn bộ các tiết điểm kia cũng lần lượt vỡ nát ra. Chuyện xảy ra khiến cho toàn bộ tộc nhân Lạc Trần đều giật mình biến sắc, thậm chí lão tổ gia tộc Lạc Trần đang bên trong huyết hồ cũng chậm rãi mở mắt ra. Trần Việt, vậy mà cũng có thể bị chém giết. Chết hết rồi, bảy người ra ngoài, vậy mà đều bị chết hết. Sao có thể như vậy được chứ, bảy người bọn hắn chỉ truy sát hai tên đệ tử ngoại môn mà thôi. Chẳng lẽ Linh Khê Tông đã biết chuyện của chúng ta mà phái tu sĩ trúc cơ tới đây? Cả đám tộc nhân lạc trần bốn phía nhất thời không còn kiềm chế được nữa mà chợt xôn xao hẳn lên, thậm chí có không ít người lộ ra vẻ sợ hãi trên mặt. Ôn ao! Ngay khi bọn hắn còn đang kinh hô lên, thì một giọng nói già nua mà lạnh như băng từ lão giả bên trong huyết hồ truyền tới, thanh âm như tiếng thiên lôi ầm ầm vang lên trong tâm thần của tất cả mọi người, khiến cho cơ thể mọi người run lên. Nguyên một đám mới bắt đầu yên lặng lại. Tâm thần bất ổn nhìn về phía lão tổ gia tộc mình. Nghịch thiên cải mệnh, khu trừ ấn ký trong huyết mạch vốn chính là cơ hội ngàn năm có một của tộc ta. Một khi đã quyết định thì không được phép suy nghĩ lung tung nếu như có tu sĩ trúc cơ bước vào trong trận pháp của lão phu thì ta sẽ phát giác ra đầu tiên bây giờ còn không có tu sĩ trúc cơ đến cũng không có tin tức gì truyền ra ngoài được các ngươi nhắn cái gì lão giả chậm rãi nói sắc mặt lão cũng đầy khó coi nếu không phải bản thân lão bắt buộc chủ trì trận pháp trọng yếu này không cách gì đi ra ngoài được thì lão đã nhanh chóng đi ra diệt xác đám bạch tiểu thuần từ lâu rồi một khi lão ra ngoài rời khỏi cái nghịch huyết trận pháp nhằm đưa gia tộc thoát khỏi sự khống chế của Linh Khê Tông, thì chắc chắn sẽ phải thất bại trong gan tất. Thậm chí còn phải chịu cắn trả ngược trở lại, lão có thể gắn gượng sống sót, nhưng tất cả tộc nhân nhất định trong nháy mắt đó sẽ bị nghịch chuyển huyết dịch đến chết. Không nhất định là tu sĩ Trúc Cơ mới giết ngược được toàn bộ đám người Trần Việt, có thể trong hai tên đệ tử ngoại môn kia có kẻ đã che giấu tu vi, cũng có thể có trọng bảo trên người cho dù có che giấu tu vi thì tối đa cũng chỉ là ngưng khí tầng 8 mà thôi. Còn nếu như có trọng bảo đến mức đó, quy lực của trọng bảo càng lớn, hạn chế khi tu sĩ ngưng khí thi triển ngày càng nhiều. Hằng. Ánh mắt lão giả chợt lóe sáng, đưa tay phải vỗ lên một chỗ của huyết hồ cạnh mình. Huyết hồ lập tức trở nên cuộn trào, rồi một thanh niên mặc huyết bào cũng chậm rãi bay lên từ trong hồ này. Bộ dáng vị này vô cùng tuấn mỹ, gương mặt đầy góc cạnh, Lúc này gã đột nhiên mở hai mắt, một màu huyết quang nhàn nhạt tản ra, khí thế của gã cũng trong chớp mắt này tăng vọt lên. Xung quanh người gã, lúc này còn có thêm chín lệ quỷ huyết sắc mờ ảo đang hướng về bốn phía gầm rú đầy dữ tợn. Ngay khi nhìn thấy gã thanh niên này xuất hiện, đám tộc nhân bốn phía đều phấn chấn hẳn lên, đồng thời đồng loạt cúi đầu bái kiến gã. "Hằng, ngươi thân là thiếu chủ gia tộc Lạc Trần ta, ngoại trừ lão phu thì ngươi cũng là người có tu vi mạnh nhất." đã là ngưng khí tầng 9, đủ để đảm nhiệm được chuyện lần này. Ngươi mang theo chín người cùng ra ngoài, truy sát toàn bộ ba tên đệ tử ngoại môn Linh Khê tông. Lão giả nhìn về gã thanh niên, ánh mắt lộ ra vẻ hiền lành và thưởng thức hiếm có, cả giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn không ít. Bọn hắn còn chưa chết, thì ta sẽ không trở về. Ánh mắt gã thanh niên lạnh buốt, nghe vậy bèn gật nhẹ đầu. Rồi cả người gã bật lên, chính hư ảnh huyết sắc xung quanh gã chợt biến thành huyết vụ bên dưới chân nhìn gã như đang cưỡi mây lướt gió bay ra khỏi huyết hồ rồi lơ lửng giữa không trung sau khi gã chỉ tay chọn lấy chín tộc nhân trong gia tộc thì 10 người cũng nhanh chóng rời đi rất nhanh bên trong đình viện của gia tộc lạc trần 10 thân ảnh gào thét lao ra gã thanh niên tên là trần hằng kia phất tay lên dưới chân mỗi người đều xuất hiện một đám huyết vụ nhanh chóng mang theo toàn bộ mọi người cùng phi hành tốc độ đám người cực nhanh. Vượt trội hẳn so với tốc độ chạy băng băng trên mặt đất. Trong nháy mắt đó, bọn hắn nhanh chóng dựa theo chỉ dẫn của huyết mạch, gào thét hướng về phía đám người Trần Việt tử vong mà đi. Mười người này, ngoài trừ Trần Hằng có tu vi ngưng khí tầng 9, thì người yếu nhất cũng có tu vi ngưng khí tầng 7, trong đó còn có 5 người có tu vi ngang bằng với Trần Việt là ngưng khí tầng 8. Đây chính là đội hình mạnh nhất mà gia tộc Lạc Trần có thể xuất động ra được một nén nhang sau mười người trần hằng đã nhanh chóng gào thét chạy ra khỏi rừng rậm của lạc tinh sơn mạch lúc này bọn hắn đang đứng tại nơi bảy người trần việt đã tử vong nhìn những thi thể kia ngoại trừ trần hằng thì tất cả mọi người đều giật mình mà biến đổi sắc mặt sắc mặt trần hằng đầy lạnh giá xem xét những thi thể trên mặt đất khi nhìn thấy mấy thi thể tộc nhân bị bẻ gãy cổ trong mắt gã lộ ra u quan nhàn nhạt tu sĩ luyện thể rồi gã chợt nhoáng người lên, đến cạnh thi thể của Trần Việt. Sau mấy hơi thở cúi đầu xem xét, gã bỗng nhiên có chút suy nghĩ, sau đó đưa tay phải lên nhấn xuống mặt đất một cái rồi khép chặt hai mắt lại. Rất nhanh sau đó, hai mắt gã cũng mở ra. Có ý tứ, đúng là chấn động của tử khí hóa đỉnh còn sót lại. Đây là một tên tu sĩ tu đồng thời tu luyện pháp thể, lực lượng thân thể cường hãn, quy lực thuộc pháp lại kinh người, khó trách có thể chém giết được đám người Trần Việt. Tên này hẳn là một trong những thiên kiêu của Linh Khê Tông đây, là Thượng quan Thiên Hữu. Hay là Lữ Thiên Lỗi? Trong mắt Trần Hằng chợt hiện lên ánh hung tàn, mà bên trong ánh sáng lóe lên đó là một cổ chiến ý nồng đậm. Các ngươi nhanh chóng tản ra tìm kiếm khắp nơi, nếu có phát hiện gì cần phải phát ra tín hiệu ngay lập tức. Trần Hằng đứng dậy. Giọng nói đầy băng hàng. Một đám chính người kia nhanh chóng cúi đầu đồng ý, đồng thời mỗi người cũng tách ra tìm kiếm toàn lực phạm vi trận pháp này rất lớn nếu không mất nửa tháng thì sẽ không cách nào ra khỏi nơi này được các ngươi trốn không thoát trần hằng hừ lạnh cũng chọn cho mình một hướng rồi bay nhanh đi các bạn đang nghe truyện tại tán tu chúc các bạn nghe truyện vui vẻ